qua Siem Reap rồi qua Forum luôn. Thì nó cái khoảng thời gian mình ngồi xe rất là lâu, có những cái đợt mà em ngồi xe khoảng 12 tiếng đồng hồ luôn. Thì trong cái khoảng thời gian mình ngồi xe đấy thì em vừa tranh thủ mình đọc sách, mà lúc đấy thì em có đi ăn kho nữa, tức là cái chuyến đi đấy nó cũng hơi tâm linh một chút, và em vừa đi vừa đọc cái cuốn đấy và mình cảm thấy rất là kết nối, tại vì cái điều kiện của cái chuyến đi phượt đó nó rất là ít tiền, với lại là đi những cái xe nó rất là tồi tàn, xong rồi nói chung là nó rất là thử thách. Xong mà kiểu như là nếu mà tâm trí bình thường của mình á thì mình sẽ khó chịu, rồi mình sẽ muốn đi về hoặc là mình không muốn tiếp nữa. Nhưng mà khi mà em vừa trải nghiệm cái đấy, mình vừa đọc cái cuốn sách này, xong rồi nó khiến em tận hưởng cái chuyến đi đấy, nó rất là khác. Tức là mình cảm thấy là mình vừa đọc cái cuốn sách mà mình vừa được trải nghiệm những cái gì nó đang xảy ra thực tế, và mình thực hành nó luôn. Thì đấy là em vừa vừa đi vừa đọc vừa thực hành, thì đó là cái trải nghiệm lần đầu tiên em đọc cái cuốn sách đấy. Sau khi về thì hình như em cũng đọc xong cái bản tiếng Anh cho đến giờ luôn. Là cái lúc đó là khoảng năm 2018, hình như là tháng 5 tháng 6 gì đấy, em không nhớ rõ lắm. Okay, cảm ơn Tiên. Như vậy là cái hoàn cảnh đọc cuốn sách cũng cũng khá đặc biệt, và cái tâm thế thực hành là luôn có sẵn. Nhân hoàn cảnh đấy thì Tiên cũng đã có cái sự thực hành bước đầu. Bây giờ chúng ta sẽ được sẽ lắng nghe Tiên chia sẻ về cái chương 4. Thì trong chương 4 này thì Tiên có thể đọc lên cái trích đoạn mà Tiên rung động và muốn chia sẻ với mọi người được không? Dạ ok, Mình bây giờ đọc trích đoạn là đầu tiên trước nhé, Tiên. dạ vâng, em đọc cái em xin phép đọc cái trích đoạn mà em cảm thấy rung động trong cái chương 4. Đầu tiên là thoát khỏi sự khống chế của thời gian là biểu hiện của một sự chuyển hóa nhận thức sâu sắc nhất mà ta có thể đạt được. Trong vài trường hợp hiếm hoi, sự chuyển biến nhận thức xảy ra chỉ một lần, rất mạnh mẽ và triệt để. Thường đó là khi người ta bị rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, buộc người đó phải đi đến một trạng thái chấp nhận hoàn toàn những bất hạnh ấy. Tuy nhiên, hầu hết những người khác đều phải đi qua sự thực tập rất là bền bỉ và cam go. Okay, một đoạn là rất là hay, ngay phần đầu của chương 4. Tiên có thể chia sẻ một chút về đoạn này. Tiên đã rung động cái gì trong đoạn này? Bạn có thể nói một chút về điều đó. Dạ vâng, thì như như chúng ta thấy á, là phần lớn là chúng ta bị mắc kẹt vào cái tư duy tuyến tính và thời gian, nhưng mà chúng ta cứ mãi mê suy nghĩ về cái gì mà nó xảy ra trong quá khứ, hoặc là chúng ta kỳ vọng vào một cái tương lai nào đấy, và khi mà cái đấy nó ví dụ như cái quá khứ nó không còn, hoặc là cái tương lai đấy nó không có được như mình mong đợi, thì chắc chắn là mình sẽ gây ra những cái mà mình gọi là cái khổ. Thì ví dụ như bình thường mọi người nghĩ là khổ là phải một cái gì đấy ghê gớm lắm, nhưng mà ví dụ như đối với em, nếu mà em là một cái người rất là nhạy cảm với lại cái khổ, thì khổ trong định nghĩa của em chỉ là cái trạng thái kiểu giống như là bất toại nguyện, và cái trạng thái nó không có được thoải mái như là bình thường mình hằng có thôi. Và khi mà khổ xuất hiện á thì mình mất đi cái sự thoải mái đó, và mình nhận ra là mình đang bị vướng vào cái tư duy tuyến tính là quá khứ hoặc là tương lai. Em sẽ lấy ví dụ, mình lấy ví dụ những cái ví dụ nhỏ đơn giản trong đời sống hàng ngày thôi, đúng không? Thì ví dụ như là em không có lái được xe, mọi người, em không có lái được xe máy. Xong rồi lý do em không lái được xe máy là bởi vì mình sợ, tức là khi mà mình cua, mọi người tưởng tượng là
tại vì mọi người lái xe máy dễ đúng không, nhưng mà đối với em á, ví dụ như em cua thì khi mà mình ôm cua thì đáng lẽ là mình nên xuôi theo cái xe để mà mình làm được, nhưng mà với cái tư duy sợ của em á thì là em sẽ không có xuôi theo cái xe mà là em ngã ngược lại đó là em không có lái được xe đó, là một cái ví dụ. Thì nó lại liên quan gì đến cái khổ của mình đúng không, tức là mình khổ là khi mà mình không có xuôi theo cái dòng tự nhiên và cái thực tại, mình muốn nó khác đi và mình muốn kiểm soát nó, mình muốn làm mình là người làm chủ, nhưng mà thật ra là đôi khi không phải như vậy, đôi khi là mình ngã theo cái tự nhiên, ngã theo những cái gì nó đang hiện diện đây á, thì mình mới thành, tức là mình mới, ví dụ như mình mới lái được xe đúng không, hoặc là mình mới cảm thấy thoải mái trong cái cuộc sống của mình. Một cái ví dụ nhỏ nữa là ví dụ như là không biết ở đây mọi người có ai đi hay đi tập luyện hoặc là mọi người tập gì đấy không, nhưng mà em thì em tập yoga mọi người, nhưng mà những cái năm đầu em tập á thì những cái năm đầu em tập em cảm thấy rất là khổ, bởi vì á, mỗi lần đi tập á em cứ suy nghĩ là không biết bao giờ nó mới hết giờ, bao giờ mình được đi về đây rồi, bao giờ mình hay là tối nay mình về mình ăn gì. Thì khi mà em suy nghĩ như vậy á thì cái động tác yoga nó rất là nặng nề, rất là mệt mỏi, và em trải qua cái buổi tập nó rất là tra tấn và kinh khủng đấy. Xong rồi em cũng bỏ tập một thời gian, xong khoảng thời gian gần đây á thì em có quay lại tập và em áp dụng cái thực hành của mình, cái trải nghiệm thiền của mình vào trong cái bộ môn đấy, thì em bắt đầu mình không có chú ý đến thời gian nữa, mình không có để ý là bao giờ mình được đi về nữa, mà mình ở lại trong cái động tác đấy, mình làm một với cái động tác đó, tức là khi mà mình tập cái đấy thì mình chú tâm hoàn toàn vào cái động tác, thì tự nhiên là cái động tác nó trở nên rất là nhẹ nhàng, và mình tập nguyên buổi rất là mình không có cảm thấy mệt mỏi đó. Thì đó là một số ví dụ nhỏ. Bên em rất là hay. Tiên có chia sẻ về cái trải nghiệm mà cái góc nhìn về về phút giây hiện tại cũng như cái trải nghiệm trong quá trình thực hành về nó. Trong cái trích đoạn vừa rồi của Tiên trích trích dẫn ấy, thì nó có nhiều đoạn rất nhiều ý rất là hay. Trước tiên thì quay lại cái ý Tiên ví dụ là cái chuyện đi xe, thì hiện nay em đã đi được xe chưa? Đi xe Dạ máy. chưa. Ok. Vậy thì vì sao mình vẫn chưa đi được xe? Dạ em nghĩ là giống như là nhân duyên khiến cho cái chuyện không đi xe của em nó dễ dàng hơn chuyện đi xe, cho nên là em cứ thuận theo đấy thôi, tức là bản thân em vẫn vẫn thoải mái, mình vẫn hoạt động bình thường mỗi ngày và không có bất kỳ vấn đề gì. Dạ Ok. Trong cái trích đoạn của Tiên nói thì các khác có đề cập một cái nội dung rất là hay, đấy là cái sự tỉnh thức ấy. Thường thì nó chỉ xảy ra một lần một cách mạnh mẽ và triệt để khi mà con người ta rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, buộc người đó phải đi đến một trạng thái chấp nhận hoàn toàn những bất hạnh ấy. Còn 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 con người thông thường thì sẽ phải đi qua quá trình tập rất bền bỉ và cam go. Thế thì dù gì thì trong cái thông điệp này chúng ta thấy được cái tính chất của sự đau khổ có một vai trò rất quan trọng trong cái chuyện thực hành chuyển hóa này. Thì Tiên có thể nói một chút về cái đau khổ này. Mình sẽ nói rất ngắn nhé, bởi vì mình sẽ còn nhiều nhiều để tương tác được nhiều. Ok. Thì em có thể nói Dạ. một chút về cái vai trò của đau khổ trong cái đưa mình vào giây hiện tại. Dạ. Cái đau khổ thì cũng giống như là mọi người rơi vào một cái trạng thái nguy hiểm á. Ví dụ như là nhà cháy thì mọi người chỉ có nước là mọi người chạy ra khỏi nhà đó, mọi người không thể suy nghĩ được là bây giờ mình mang cái gì ra trước đúng không? Hoặc là ví dụ như mọi người leo núi thì dạ, em từng trekking, em từng leo núi mà em xem rớt 2 lần, thì trong cái lúc đấy thì mình chỉ có nước là mình phải nghĩ sao để mình bám vào được thôi, chứ mình không thể suy nghĩ là cái kỹ thuật gì
nó tốt được. Đấy thì cái đau khổ tột cùng đó nó cũng như vậy, và em trải qua chắc cũng khoảng 2-3 lần, nó rất là kinh khủng, và nó thay đổi cái cách mà mình vận hành cuộc sống. Tức là những cái thứ mà mình từng nghĩ là nó là chân lý, nó đúng và mình bám vào đấy, nhưng mà mình cứ đi đến cùng đến cùng đến cùng, và mình nhận ra là ồ, cái mà mình bám vào đó, nó cũng vô thường thôi. Và khi mà mình không thể bám vào được nữa thì chỉ có nước là buông là cái lựa chọn duy nhất. Cho nên là mọi người cứ cứ tận hưởng cái khổ đến tột cùng, rồi rồi mình sẽ tự động là mình thức tỉnh. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày thì cái quá trình thực tập mà bền bỉ mà cam go SH đề cập ở đây thì em thấy nó thế nào? Dạ, em thấy là thật ra là cũng tùy trải nghiệm mỗi người nha, nhưng mà phần lớn mọi người á, ngay cả khi mà mọi người đã trải qua một số cái khoảnh khắc thức tỉnh rồi, thì cuộc sống của mình vẫn như vậy. Mình vẫn sống trong gia đình, mình vẫn sống trong xã hội, và những cái vòng vòng lặp á, những cái vòng xoay và thói quen cũ á, nó vẫn quay lại, khiến cho mình dễ lại rơi vào cái tâm trí. Cho nên là mình vẫn phải duy trì cái thực tập quan sát mỗi ngày, để mà mình có thể nâng cao, tăng dần cái khoảng thời gian mà mình tỉnh biết lên. Cái cam go là yếu tố cam go nó được bộc lộ như nào tiên? Dạ, yếu tố cam go nó lại tùy mỗi người nữa, nhưng mà đôi khi á, ví dụ như cuộc sống của mình á, có quá nhiều thứ hấp dẫn để mà mình dễ bị lạc trong đấy. Ví dụ như mình hay suy nghĩ, đúng không? Nhưng mà nếu cái suy nghĩ đó nó không có đem lại cái khổ rõ ràng chẳng hạn, thì mình dễ chìm vào đấy, mình dễ đi theo đấy, mà mình không có kịp nhận ra để mình quay lại. Cảm ơn Tiên đã chia sẻ rất nhiều cái trải nghiệm cá nhân thông qua cái trích đoạn vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mời Tiên đến với trích đoạn thứ hai. Trên Tiên có thể đọc cái trích đoạn thứ hai của mình. Dạ vâng. Trích đoạn thứ hai là: hầu hết chúng ta hoặc không cảm nhận được trạng thái hiện hữu sâu sắc, hoặc chỉ cảm nhận một cách tình cờ và ngắn ngủi trong một vài dịp hiếm hoi, mà nhiều khi đang ở trong trạng thái đó, chúng ta cũng không biết được đó là trạng thái hiện tiền sâu sắc. Hầu hết nhân loại không có được cơ may sinh hoạt giữa hai trạng thái, tỉnh thức và mê mờ, mà thực ra họ chỉ sinh hoạt giữa các cấp độ vô minh khác nhau. Thì, vừa rồi thì cái nội dung chia sẻ của Tiên đâu đấy đã động động đến khá nhiều đến cái nội dung này. Vậy thì anh xin phép được hỏi Tiên luôn một cái ý, đó là trong trích đoạn vừa rồi thì SH có nói là hầu hết nhân loại là sinh hoạt ở các cấp độ vô minh khác nhau. Thế thì trong làm rõ hơn cái ý này ấy, thì phía dưới SH có nói là thế nào là các cấp độ vô minh khác nhau. Thì thông thường là con người là sống trong mê mờ, trong vô minh, và nó là một cái trạng thái khó chịu mơ hồ mà ít khi ta nhận ra. Cái biểu hiện của nó cũng như là cái tiếng rì rì của máy điều hòa nó gây ta khó chịu, nhưng ta chỉ nhận ra khi mà cái điều hòa tắt. Và trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn luôn có một cái sự không thỏa mãn, có một cái sự khó chịu, có một cái sự thôi thúc đi tìm cái gì đấy để giải khuây, như là đi mua sắm, đi uống rượu. Vậy thì chúng ta qua cái đoạn này ta có thể thấy rằng là để biết được rằng là ta đang ở trạng thái vô minh thông thường, hay là ta đang sống giữa hai trạng thái tỉnh thức và mê mờ, hay là chúng ta chỉ là đa số của nhân loại, chúng ta chỉ là các cấp độ vô minh khác nhau, thì có một cái ví dụ rất rõ đấy là khi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ta có thấy sự thỏa mãn không? Ta có đi tìm giải khuây không? Ta có thường đi lấy mua sắm để giải khuây, đi ăn uống để giải khuây, hay là làm các cái hoạt động lên Facebook để giải khuây, đại loại như vậy. Thế thì Tiên có thể chia sẻ một chút về cái nội dung này được không? Cái khó chịu thông thường trong ngày ấy. Dạ, cái khó chịu thông thường trong ngày thì em thường ví dụ qua ba cái mà mình hay dùng trong Phật giáo chẳng hạn, như là tham và sân và si, thì nó rất là cơ bản
rãi nên mình không có gì cụ thể, không có gì mà nó ghê gớm hết. Thì ví dụ như tham thì tự nhiên là hôm đấy ví dụ như 8 giờ tối mà em thèm đồ ăn, mình thèm đồ ăn, cái xong thì kiểu như là mình sẽ phát bắt đầu phát triển một cái tâm trí là tại sao 8 giờ tối rồi mình lại thèm đồ ăn nhỉ, rồi mình có nên ăn cái thức ăn này không. Và lúc đấy thì em sẽ mình sẽ quan sát cái cơn cơn thèm đấy là lý do là mình thực sự là mình đói rồi mình cần cái thức ăn đấy, hay là kiểu như là mình chỉ đang chán thôi và mình muốn là mình có một cái gì đấy để giải khuây, để cho nó vui lên. Thì khi mà em quan sát á, thì phần nhiều á là em nhận ra là do em chán, do mình chán xong rồi mình thích là buổi tối mình sôi động lên là mình mua đồ ăn hoặc mua nước uống về. Thì nhờ những cái quan sát như vậy á thì dần dần là mình cũng bớt ăn đêm hoặc là mình bớt đi những cái đơn giản như vậy, mà mình không phải gọi là nuông chiều theo cái cảm xúc của mình mà một cách là không cần thiết á. Nếu mình đó là nhu cầu thật sự của mình thì mình đáp ứng. Thì chính thông qua cái chuyện quan sát thì mình sẽ phân biệt được hai cái đấy và mình sẽ thay đổi cái hành vi của mình tốt hơn. Hoặc là em sẽ ví dụ như là cái sợ đi ha, cái sợ thì giống như là trong trong trường hợp bây giờ là mình đang mùa dịch và đang Covid đúng không? Thì phần lớn thời gian là em ở nhà, nhưng mà đôi khi là ví dụ như là có ai đó rủ mình ra đường, xong rồi mình sẽ bắt đầu suy nghĩ là bây giờ mình nên ra đường hay không, tức là nó sẽ là nỗi sợ là ok là mình ra đường mình có mắc Covid không nhỉ, rồi hay là mình ở nhà là mình bảo vệ bản thân, tức là mình sẽ xem xét xem là trong cái tình huống cụ thể đấy là mình đang sợ hay là cái chuyện đó thực sự không cần thiết đấy, và mình sẽ đưa ra cái lựa chọn dựa trên cái quan sát đấy. À, vậy là mình sẽ quan sát và mình sẽ phân tích đánh giá xem nó là cái gì đúng không? Dạ, phần lớn nhưng mà mình nên mình quan sát thôi, mình bớt phân tích đánh giá. Tức là đối với em á, em thực hành nhiều năm á, xong rồi em nhận ra là mình rất là vội kết luận bản thân, tức là mình rất là vội mình phán xét là à đang tham nè, à đang sợ nè, tức là mình rất là vội trong cái chuyện đấy. Nhưng mà dần dần theo thời gian thì em bỏ cái khúc đó đi, mình bớt phân tích mình đi, xong rồi mình chỉ quan sát thôi. Mình nhận biết cái cơn, ví dụ như mình nhận biết cái cơn thèm ăn đấy thì tự nhiên mình hết thèm ăn thì mình không cần thiết là mình phải đánh giá là à, cái đó là xấu hay là tham gì hết, mà mình chỉ cần quan sát nó thôi. Ok, cảm ơn Tiên. À, chương trình có lẽ là muốn nói chuyện Tiên còn dài nhưng mà thời gian thì có hạn. À, cảm ơn Tiên đã chia sẻ với chúng ta những cái trải nghiệm cá nhân rất là thú vị và rất là chân thành. À, bây giờ trước có thể có lẽ là sẽ quay lại với Tiên trong cái phần hỏi đáp chung với cộng đồng sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vị khách mời thứ hai, đó là anh Trần Hiền. À, chào chút để ghi ảnh của anh Hiền Ok, chào anh Hiền. Morning, À, anh đang đứng ở bờ suối đúng không? Suối, morning. suối không chảy. Đằng sau cần bờ suối. Anh sao là hình, ok, cảm ơn anh. À, cảm ơn anh đã tham dự nói chuyện cùng với mọi người và được biết thì anh cũng có rất nhiều các cái bài chia sẻ trên cộng đồng và cũng cũng tạo ra những tương tác thú vị trên diễn đàn. À, trước khi nói một chút về chương 4 thì anh có thể chia sẻ ngắn cái hành trình tâm linh của mình được không? Hành trình tâm linh thì nếu tính về thời gian thì đời này thì hơn 10 năm, đời trước thì không biết. Sách vở thì đọc qua cũng tương đối nhiều, đến cũng nhiều khúc mắc. Cơ bản là trải qua những cái gì mình cho là được rồi thấy mình là không phải được, hay nói khác là ảo tưởng thường xuyên xuất hiện. Thế đến khi khắc thì
phá vỡ được một số rào cản. Nhưng tuy nhiên thì hành trình đi vẫn còn rất dài, nên mà kể về hành trình thì đến lúc nào hành trình kết thúc sẽ kể tiếp. Về tạm thời dừng thế. Okay, cảm ơn anh. Một rồi anh có nói một cái ý đó là khi cũng trải hành trình mình trải qua nhiều kinh sách nhiều và cuộc sống cũng đi qua một số, khi gặp các khác thì đâu đấy đã có một cái sự chuyển đổi tương đối lớn. Có lẽ đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây và chúng ta gặp nhau ở đây. Cụ thể hơn nữa thì chúng ta sẽ đến với những thông điệp của các khác trong chương 4. Anh có thể đọc cái trích đoạn mà đã làm cho anh rung động mà anh muốn chia sẻ chương trình ngày hôm nay. Chương 4 thì bạn nào mình cũng thích, cả ngay cả câu đầu tiên của mục lục mình, câu đầu tiên của chương mình đã thích rồi. Tuy nhiên có một câu tương đối đánh động tâm thức, đó là câu về mình nói vo câu đấy luôn, có nghĩa là hành trình bên ngoài thì hàng triệu bước, còn là hành trình đi vào sâu thẳm chỉ có một bước, ngay chính lúc này và bây giờ. Đấy là câu mình tương đối hào hứng với câu đấy. Anh có thể nói ngắn gọn cái vì sao mình hào hứng câu đấy đã đánh động cái gì trong mình? Quay lại cái hành trình tâm thức, không những mình mà hàng bao nhiêu người khác triệu triệu năm trước cũng thế, cho đến bây giờ có thể tâm thức vẫn còn kéo dài. Thế, hay có thể nói đơn giản là bước quay lại bản thân mình thì mỗi một niệm sinh ra lại chết đi, và có thể mình biết và có thể mình không biết, đấy cũng là hàng triệu bước trong tâm thức của mình, và hàng triệu bước đấy trải qua cũng không biết đâu cả, làm cuộc sống đến bây giờ vẫn còn vô vàn khó khăn. Thế còn một bước thì rất đơn giản, một bước thì ngay đây ngay bây giờ, thì ngay khi giáo lý nói rất nhiều, em khác cũng nói rất đơn giản. Cho những bước đầu tiên thì là lắng lặng, tự nhiên sinh ra quan sát. Cho những bước sâu thẳm hơn, thuần thục hơn thì có thể là ngay từ đấy có thể tự quan sát. Tuy nhiên cả hai trường hợp, cả cái thời điểm bắt đầu cũng như mãi về sau thì cơ bản là các bước đi qua, các bước hành trình qua, độ thâm sâu khác nhau của cái bước hiện tại đấy, nhưng mà cơ bản đều là ảo tưởng hết, hay nói khác là chưa phải là một trạng. Cái nội dung anh chia sẻ là một cái nội dung rất là ngắn gọn, và cũng có thể là nói là câu đó là câu then chốt của mọi câu, bởi vì câu đấy nói về một bước, và bước đó chính là bước nhảy vào phút giây hiện tại, hay nói khác là bước đó chính là phút giây hiện tại. Thì nếu về mặt mô tả một chút, chúng ta có thể nói là trong sách FH đề cập là trong cuộc sống thì có vô vàn bước, ví dụ như chúng ta bước từ đây ra chợ, chúng ta bước từ đây đến công ty, chúng ta làm việc này việc khác, có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều bước phải đi. Nhưng trong tâm thức thì trong cái hành trình tâm linh thì chỉ có một bước. Thế thì nó là thế nào? Bước đấy là bước thế nào? Khác gì giữa việc là bước đấy khác nhau như nào giữa lúc ta đang ngồi thiền và giữa lúc chúng ta đang đi chợ? Thì có một bước nào là chung giữa hai cái chuyện đấy ở đây? Mình vượt qua câu hỏi, mình trả lời một cách rất đơn giản, đó là như ai khác cũng dạy luôn, rất đơn giản là gì? Lắng lặng, tự nhiên quan sát. Khi được về chiều sâu đấy rồi thì tự nhiên tương tác với cuộc sống, hay nói khác là tương tác cuộc sống từ chỗ sâu lắng đấy, đấy chính là một bước. Và này, chia sẻ rất là ngắn gọn, đúng là chia sẻ về một bước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng anh nhìn đến với cái trích đoạn thứ hai, câu nói thứ hai trong chương mà anh muốn chia sẻ với mọi người. Mình cũng xin vắn tắt, hoặc là nếu mà Đức có đoạn đấy thì Đức nói luôn, tại vì máy tính đang hết pin nên là dùng điện thoại, và nếu không thì mình sẽ tắt nói. Cái câu thứ hai nhận gửi cho chương trình đó là các bạn có nói là khi bạn có thể nói nôm na là khi bạn có mặt hoàn toàn với phút giây hiện tại thì là bạn tỉnh thức hoàn toàn, tức là khi ta có mặt hoàn toàn với phút giây hiện tại thì đó là sự tỉnh thức hoàn toàn.
Thì anh có gửi cho chính câu đó thì cái rung động của anh ở đây là như thế nào? Rung động của mình ở đây là khi mình đọc đến câu đó thì mình thấy rằng là soi lại bản thân. Xưa nay là nhiều lần cảm tưởng như là đã hoàn toàn rồi, cảm tưởng nó ngon rồi, kiểu như mình là Phật đấy, kiểu thế. Thế nhưng mà sau đó là mỗi lần soát lại vấn đề đấy thì thấy rằng là thì ra mỗi lần làm Phật thì sau đó vừa nhận là Phật cái là Phật biến mất. Và quá trình đấy xảy ra rất là nhiều. Tóm lại đến bây giờ thì nếu bảo là sự có mặt hoàn toàn thì mình nói là mình không có được, chưa bao giờ có được. Hay nói khác là những cái sát na xảy ra đấy rất là hiếm. Hoặc cũng có thể nói rằng là những sát na xảy ra đấy nó ở cái mức nào đó mình cũng không thể nói rằng đấy là hoàn toàn được. Hay nói khác là chúng ấy rất là thâm sâu. Cảm ơn anh. Thì cái đoạn vừa rồi, cái câu nói vừa rồi trong sách thì nó có liên quan đến chủ đề về tỉnh thức ấy. Cũng là cái chủ đề mà anh viết rất nhiều bài trên cái trên cộng đồng, trên group Sức Mạnh Hiện Tại vừa rồi. Thì trong những bài viết của anh cũng nhận được nhiều comment và đâu đó cũng nhiều người muốn, có thể là chúng ta muốn tương tác thêm, thì anh có thể nói thêm về cái đề tài tỉnh thức này. Đề tài tỉnh thức, đề tài không nói được, tại vì mình tự nhận là mình chưa tỉnh thức, nên là nếu nói về mình không nói được. Thế nhưng mà nếu nói về đề tài ảo tưởng về tỉnh thức, hay nói khách là giống như cái tiêu đề của cái poster hôm nay là né tránh phút giây hiện tại, thì mình nghĩ rằng mình có thể nói là một chút. Ví dụ như là mình vừa lang thang ở đâu đó mình không biết, tự nhiên giật mình hỏng rồi mình đi đâu, thì tự nhiên ngay cái giật mình đấy là mình có một cái lắng lặng lại bản thân, nhận thấy hơi thở ra, hơi thở vào, cơ thể bình ổn, sự tương tác của cơ thể với môi trường xung quanh, cơ thể tan ra, trong ngoài cũng không phân biệt. Rồi lại thấy cơ thể. Rồi cuộc sống bình thường. Thì ngay khi về đây bình thường thế thì mình thấy rằng là ngay khi mình ngồi đây mình cũng thấy mọi chuyện xung quanh, nghe thấy, ngửi thấy, vẫn thấy hơi thở ra vào. Hành trình đấy bây giờ cũng như khi tương tác với mọi chuyện về cơ bản đều xoay về góc độ như thế. Và đấy là con đường để đi sâu vào phút giây hiện tại, hay nói khác để tăng dần số phần trăm lắng lặng với bản thân, tiếp cận nhiều hơn với phút giây hiện tại. Còn tỉnh thức thì không có. Biết nhiều chuyện, cảnh giới qua nhiều, nhưng tỉnh thức thì mình bảo mình không có. Đức thằng mute. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vừa rồi anh có nói về cái cách thực hành của mình để đi vào phút giây hiện tại. Thì có hai ý ở đây. Ý nhất là vậy khi thực hành như vậy, trong lúc thực hành như vậy, có thể coi là tỉnh thức không? Trong lúc thực hành có hai phần. Cái phần khi mà chủ động thực hành thì chắc chắn là không tỉnh thức. Tại lúc đấy là lý trí rất là nhiều. Hay nói khác là với mình, khi chưa thực sự sống ở trong cái độ thâm sâu đấy thì là dùng lý trí để thực hành. Hay bảo mình hỏng mất rồi, thế là bắt đầu lắng lặng. Thế lúc đấy là thuần túy đi từ lý trí đi vào. Khi lý trí đi vào thì cảm thấy là mình rời được xa ngoại cảnh, từng bước một an ổn bản thân. Nhưng đấy là vẫn là con đường từ lý trí đi vào. Tất nhiên thì không từ lý trí thì mình không biết đi từ đâu. Mặc dù vẫn biết rằng sau lý trí đấy thì sẽ là sự bị động. Thế còn sự bị động đấy thâm sâu vô cùng. Đấy thì mình đi qua rất nhiều giai tầng của cái độ lý trí và cũng độ bị động thâm sâu. Mình nói là bị động tại vì mình không nhận thấy cái chủ đích trong đấy. Còn nó là bị động thật hay không mình cũng không dám nói.
Còn cái ảo tưởng về tỉnh thức thì sao? Anh có cái trải nghiệm như thế nào về cái lầm tưởng trước kia của mình, như như lúc trước anh nói mọi người là à, mình nghĩ ngon, mình ngon rồi, mình bằng phật rồi. Anh có thể chia sẻ một chút cái đó. Cái đấy thì hành trình đến đấy thì qua nhiều bước, nhưng phút giây xảy ra thì nó là sau khi dồn nén tất cả những cái gì gọi là mình gọi là cốt tủy của kinh điển phù hợp với bản thân, hay nói khác là đây là một cái chìa khóa để mình mở đi vào cõi Phật, thì mở hết mấy ngày, 3-4 ngày đấy không mở được, thân thể rã rời, trí tuệ suy kiệt, mệt mỏi, thì tự nhiên người chìm xuống, tâm trí thân thể chìm xuống. Khi chìm xuống thì mình thấy rằng có một cái nào đó biết được cái bị động và biết được cái chủ động. Thế mình bảo ô Phật có thật, vậy đây là ngon rồi, cứ thế là ok. Sau đó thì nó được lắng lặng một chút, nhưng mà sau lắng lặng một chút đấy thì tìm cái đấy nó không thấy nữa, thì có nghĩa là đấy là một cái ảo tưởng rằng là mình nghĩ là đúng rồi, phải rồi, ok rồi, thế nhưng thực ra thì lại mất luôn. Cho nên là cái đấy nếu gọi là tỉnh thức thì có tỷ tỷ tỉnh thức nếu xảy qua mình có nhiều lắm, hàng trăm. Thế nhưng mà nên là mình đối tỉnh thức của mình là gì, là ông phải sống được phần lớn với nó thì gọi là tỉnh thức, còn mấy cái gọi là cái sát na xuất hiện kia thì không giá trị. Ngay cả cái như anh lúc trước anh có nói, ngay cả cái sát na xuất hiện đấy nó cũng thâm sâu vô cùng và nhiều tầng nhiều bậc, cũng chưa biết là cái sát na đấy nó là cái sát na gì. Nhân đấy tán chuyện thì à, như buổi trước đã kể, SH có một cô gái có nói với cụ SH là tôi tương tác với ông bằng trực giác, thì SH có nói là trực giác có rất nhiều cái, mà cô nói trực giác có rất nhiều cấp độ, rất nhiều cấp độ, cái chúng ta nhận thấy có rất nhiều cấp độ thâm sâu vô cùng. Vừa rồi thì anh Hiền có kể về một cái khoảnh khắc và sau đó anh gọi đó là ảo giác, gọi là ảo tưởng về về thế, ảo tưởng về phần, ảo tưởng về ý thức. Anh có thể kể thêm một 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 hai ví dụ nữa về cái ảo tưởng của mình không, mà mình đã trải qua. Cái ảo tưởng vừa nãy là có lẽ là những cái ảo tưởng thuộc thời gian đầu, cũng nghĩa là hơn 10 năm về trước. Thì gần đây nhất thì cũng mình ngồi bình thường, tự nhiên nó hút vào một cái mênh mông, nó hụt vào mênh mông. Thế nhưng mà mọi sự sống động nhận thấy bình thường, có một sự bao trùm. Ví dụ ngày trước ấy thì chỉ thấy rằng à, có một cái biết cái kia, thầm nhận như vậy, nhưng bây giờ tôi mênh mông một thường biết như thế. Khoảnh khắc đấy cũng kéo dài tương đối lâu, từ khoảnh khắc cũng được, hay là khác là kéo dài lâu hơn bình thường một chút. Thì mình nghĩ là đây là tối tôn tối thượng. Sau đó thì về cơ bản là cái nhận biết rộng thoáng đấy nó vẫn còn, nhưng độ thâm sâu hay khác là độ cái rung động mạnh như cái lúc 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 gần đây nhất, lúc đầu tiên thấy, thì nó không được như thế nữa. Tuy nhiên thì cuộc sống vẫn va chạm và vẫn còn khúc mắc đầy. Thế mình bảo không phải rồi, chưa thua, đấy vẫn chỉ là ảo giác thôi. Có cái được một chút tĩnh lặng, được một chút nhận thức, nhận biết rộng khắp một chút. Thế nhưng mà tương tác cuộc sống vẫn vẫn tham sân si nảy lên bình thường. Hay khác là nói vậy nhưng mà vẫn thấy mình đánh mất mình, hay là khác là lúc giật mình đánh mất mình mới thấy rằng là cái sự rộng khắp của đấy trước khi đánh mất mình nó chạy đâu mất rồi. Thế nên là mình bảo đấy là ảo giác thôi, ảo tưởng thôi, rất là quý trên hành trình nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng. Coi đấy là thành tựu, coi đấy là chú xứ thì vẫn đi, mình là tự nhận như thế. Trong chương 4 thì SH có đề cập đến một cái nội dung tạm coi là thước đo để nói về sự tỉnh thức, đó là SH nói là không phải không quan trọng là bạn thấy gì trong lúc thiền, mà quan trọng là khi đối mặt với thử thách cuộc sống bạn như thế nào. Dựa vào đấy mà nói thì anh thấy trong cuộc sống hàng ngày thì khi mà đối mặt các thử thách thì nó như thế nào, tâm thức nó như thế nào? Từ khi đọc được những giáo lý, kiểu giáo lý tâm linh nói chung, thế nó tác động cuộc sống của mình, làm cuộc sống mình thay đổi, có thể dùng từ là chưa có thành có,
từ có rồi thì va vấp rất là nhiều, và trong quá trình va vấp rất nhiều đấy thì từng bước một lại va vấp ít dần đi. Hay nói khác là sự tương tác trong cuộc sống, ví dụ ngày trước có thể giận 10 nhưng bây giờ có thể giảm một chút, mức còn đó thì mình nghĩ không biết, thế nhưng mà giảm rất là nhiều. Thì tuy nhiên đấy vẫn là những cái tâm thức thô. Tâm thức thô thì mình thấy nó giảm chút, còn những cái chút nhăn mày, nhăn mặt hoặc là sự không đồng ý xuất hiện thì nhiều lắm. Cảm ơn anh. Quay trở lại cái ý đầu tiên mà anh chia sẻ sự rung động với chương trình. Hành trình bên ngoài thì có rất nhiều bước. Chúng ta trở nên tốt dần, chúng ta trở nên bình tĩnh dần. Nhưng hành trình bên trong thì không phải vậy. Hành trình bên trong chỉ có một bước. Phải nhảy ngay vào đó và ở đó thì là phải. Còn lại thì như anh nói tất cả là ảo tưởng. Cảm ơn anh Hiền về những cái chia sẻ rất là trực diện. Rất trực diện ngắn gọn. Và có lẽ nếu như chương trình của chúng ta triển khai theo hướng hỏi ngắn đáp ngắn như vậy thì cũng là một cách để chúng ta bộc lộ bản thân được nhiều hơn, bộc cho những gì đang diễn ra được bộc lộ nhiều hơn, và một cách tương tác tốt để chương trình có thể đi sâu. Trước khi quay trở lại với anh Hiền thì chúng ta sẽ đến với một vị speaker tiếp theo của chương trình, đó là chị Tú Oanh. Dạ, chị đã hiện hình. Chào chị Tú Anh. Chị ơi, chị bật phần mic của em này. Chào Đức, còn chào cô Thủy, chào tất cả các anh chị em trong chương trình. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham dự chương trình. Chị Thu Anh, cuộc sống có chia sẻ trong các buổi trước, hoạt động chính của chị là hoạt động về tâm linh, và chị cũng dành cuộc đời, dành nhiều thời gian, phần lớn thời gian cuộc đời để đi vào cái hành trình này. Thì vừa rồi chúng ta, trước khi đến cái trích đoạn để lắng nghe chia sẻ của chị, thì chúng ta vừa trao đổi với bạn Tiên và anh Hiền. Trong đấy thì anh Hiền có nói khá nhiều về vấn đề ảo tưởng tỉnh thức, những trải nghiệm. Thế thì với những gì đã xảy ra với bản thân, cũng như là những gì thấy trên cái hành trình tâm linh của những người xung quanh, chị có thể chia sẻ một chút về cái ảo tưởng tỉnh thức, cái trải nghiệm mà như Nhiên vừa nói. Có thể là chúng ta bắt đầu bằng có một cái định nghĩa thế nào là tỉnh thức thì cũng buồn cười lắm cơ, lại có cả định nghĩa về tỉnh thức. Nhưng mà để cho cái mục đích chia sẻ thì cần thiết. Trong cái cộng đồng tâm linh của thế giới thì cái từ mà tỉnh thức ý, thì được định nghĩa đại khái như thế này. Tức là khi mà nhận ra rằng chỉ có cái tánh biết hay là cái nhận thức hiện hữu thôi, không có một cái gì khác cả. Thông thường thì chúng ta có một cái tôi ở đây là cơ thể này, hay là cái tiếng nói ở trong đầu nó nhận là tôi, và ở bên ngoài cái cơ thể này thì có thế giới, và thế giới đấy là làm bằng vật chất mà chúng ta thấy nó rất là thật. Có thể cái này nặng, cái kia nhẹ, hoặc cái này rắn, cái này lỏng, vân vân. Nhưng mà sự thật thì chỉ là tánh biết thôi, hay là cái nhận thức thôi, awareness.
tiếng Tây gọi là awareness. Và tất cả mọi thứ thì đều được làm bằng cái tánh biết này hay cái nhận thức này, cơ thể này hay là tâm trí hay là tất cả những thứ gì mà chúng ta nhận thức được, được gọi là thế giới ngoài kia, thì đều được làm bằng cái tánh biết hay là awareness, consciousness. Thì đó được gọi là tỉnh thức. Có nghĩa là tỉnh ra khỏi một cái giấc mơ cho rằng cái cơ thể này hay cái tiếng nói trong đầu là tôi, và ngoài kia có nhiều thứ bằng vật chất. Còn đó là định nghĩa. Còn nói về cái mà mình cứ tạm gọi là hiểu nhầm hay là ngộ nhận trong cái quá trình tâm linh về tỉnh thức ấy, thì theo mình thì trong những năm đầu thì hầu hết là chúng ta vẫn sống ở cái chiều kích tâm trí. Có nghĩa là coi những các cái hoạt động của tâm trí đấy, nghe nhìn nếm ngửi, những suy nghĩ, những hình dung tưởng tượng, những ký ức đấy, mình chỉ sống ở trong cái chiều kích của tâm trí đó thôi, chứ chưa biết đến một cái nguồn mà nó sinh ra cái hoạt động của tâm trí này. Nó giống như thế này, có thể mình cũng xin mô tả một chút, đã mô tả thì nó không phải là sự thật, nhưng mà cho cái mục đích trao đổi này, nó giống như là cái pháo hoa ấy, trước khi mà bắn ra ấy, mà chúng ta nhìn thấy vô vàn những các cái tia sáng ấy, thì cái nguồn đó nó im lìm như vậy, không thấy gì hết cả, không có một trải nghiệm nào về cái nguồn đó, không hề có. Nhưng mà khi mà cái nguồn đó nó bắn ra, cái pháo hoa bắn ra, thì chúng ta sẽ thấy được cái cơ thể này, thấy được tâm trí hay là thấy được thế giới này. Thế thì toàn bộ những gì mà chúng ta thấy được ấy, là những ánh sáng của pháo hoa đấy, thì nó tương tự như là cái hoạt động của tâm trí. Nó là một cái phần rất nhỏ của thực tại hay là của sự thật. Thế thì hầu hết là chúng ta chỉ mới biết đến cái trong loay xoay trong cái tầng tâm trí đó thôi, có thể chuyển đổi từ cái mức độ này sang mức độ khác, chứ không phải là tỉnh thức. Cái mà Eckhart có nói đến là cái hiện tại thì là nó giống như là một cái cánh cửa, mà tức là cái điểm, cái chỗ mà cái pháo hoa đấy nó bắt đầu bắn ra, cái tia sáng đấy nó bắn ra để mà thành cái thế giới này hay cái hoạt động của tâm trí. Thế thì nếu như mà chúng ta ở nguyên được với cái cửa ấy, hay là cái trước khi mà tâm trí hoạt động ấy, tức là một cái sự yên lắng không có cái hoạt động của tâm trí, thì sẽ đi vào, quay lại cái nguồn đấy, cái mà nằm yên đấy.
Thế thì để mà tránh những các cái ảo tưởng về nhận thức ấy thì có lẽ là chúng ta cũng có thể bằng lòng với cái việc là xem liệu như chúng mình có ở nguyên được với cái cánh cửa ấy không, hay là cái mà không có suy nghĩ ấy để mà nó đi vào bên trong được bao lâu. Thế còn cứ loay hoay trong cái chiều kích của tâm trí ấy thì thì không phải là tỉnh thức, và cũng không phải là cái hướng đi, không phải hướng đi. Có thể chúng ta hiểu nhầm thôi. Cảm ơn chị. Xin hết. Cảm chị Anh vừa rồi đã chia sẻ rất là thư thả, rất là dễ dàng về cái nội dung rất là khó, đấy là về tính thức. Và như chị Anh đề cập là nội dung những giáo lý của FH ấy, cái tiêu chí rất là cách rất đơn giản để nói về tính thức, để nhận diện sự tính thức, đấy là xem điều gì đang diễn ra trong mình, những suy nghĩ lăng xăng đang diễn ra hay là sự yên lắng. Cái này thì có lẽ là rất là không khó, nếu chúng ta trung thực với mình thì chúng ta sẽ ngay tức thì có thể nhận ra điều gì đang diễn ra nơi hậu trường, điều gì đang điều phối cuộc chơi. Ngoài ra thì chị có nói đến một cái ý đấy là trải nghiệm tỉnh thức. Chị có nói là không không có, thì chị có thể nói kỹ hơn về cái nội dung này không? Đức nói lại cho chị nghe đi, chị chưa Thực hiểu. ra là khi chị nói cái ý này là cũng từ chị có nhắc đến cái trải nghiệm tỉnh thức, thì câu hỏi sẽ là có cái trải nghiệm tỉnh thức đấy không, và nó và cái được gọi là trải nghiệm tỉnh thức đấy thì nó như thế nào. Trong chị xin chia sẻ cái cá nhân của mình. Trải nghiệm tỉnh thức hay là còn gọi là trải nghiệm tâm linh thì không phải là tỉnh thức. Nó chỉ là một trải nghiệm đến rồi đi thôi. Còn tỉnh thức là ở nguyên với nó, không bao giờ mất. Thì đấy là tỉnh thức. Lúc nào cũng thấy mình là cái tánh biết, là nhận thức, và mọi thứ đều là tánh biết, là awareness hay consciousness. Cảm ơn chị Tú Anh, một chia sẻ vô cùng thẳng thắn, vô cùng cụ thể về một cái nội dung mà chắc chắn là nội dung cốt lõi rồi. Tất cả mọi 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 thứ được gọi là hành trình tâm linh, hay là giáo lý tâm linh, hay là mục đích của tâm linh, thì chỉ có cái đó. Thế và chúng ta đầu tiên về mặt nhận thức, có thể về mặt trí năng cũng được, thì chúng ta cũng có một cái sự nhìn nhận rõ ràng. Thứ hai là về một phương hướng đi, thì chúng ta cũng cần có một phương hướng đúng. Thì chị Tú Anh đã chia sẻ góc nhìn cá nhân, trải nghiệm cá nhân, cái nhận thức của chị về cái đề tài này cách rất là cụ thể, trực diện, không né tránh, rất là quý giá. Và đây cũng là một cái suy cho cùng thì chúng ta cũng không trao đổi gì ngoài cái nội dung này. Thì trong các vị khách mời hôm nay, có ai muốn nói thêm về cái nội dung này một chút của chị Tú Anh không? Anh Trực thì có lẽ là sẽ rất là hứng thú và muốn chia sẻ sâu về cái nội dung này, bởi vì anh Trực cũng cũng nhiều lần lên chương trình và đã nói nhiều về đề tài này, cũng như có các cái hướng dẫn mọi người. Nhưng rất tiếc là anh 8 giờ lại có cuộc họp, 9 giờ có, 10 giờ có cuộc họp, 10 giờ anh có cuộc họp, nên là anh Trực vừa nhắn tin là lúc 10 giờ kém 10 là
10 giờ anh có cuộc họp mất nên là anh vẫn họp, anh vẫn nghe mọi người nói nhưng mà anh chưa nói được. Đầu tiên vẫn còn các vị khách mời khác thì nhân cái đề tài này chúng ta đang nói ra và cũng được ba vị khách mời vừa rồi chúng ta đề cập rất là sâu, đặc biệt là thì các vị khách mời chúng ta có muốn nói thêm về cái nội dung này trước khi đến cái các trích đoạn khác không? Cô Thủy Anh hay... Nhưng có thấy Trần Hiền hồi nãy có bật mic lên đó. Anh Hiền đâu? Mời anh Hiền. Cô anh nói hay. Em nghe thì kịp. Cảm nhận thì một số chỗ kịp. Ví dụ nói về chỗ tỉnh thức nó phải như thế thì em chịu, em không cảm nhận được. Em muốn nói xíu. Nói về gì bây giờ? Nói về gì? Tỉnh thức thì chịu. Lý thuyết thì nói cái một. Nói theo lối trực diện cũng nói được. Nói theo lối từ tốn cũng nói được. Nhưng mà mình nghĩ có một điều rất đơn giản. Không phải vì nó khó khăn đến mức như thế hoặc như chị Vũ Anh nói, mà mình nản lòng với nó. Mà ngay khi chị Thu Anh nói cũng nói rất là rõ một cái ý rằng là mình cứ ở cái cửa đi xem mình ở được cửa bao lâu. Chứ chị nói về cái chỗ là mình đứng ở phần lý trí bao nhiêu. Thì cái ở cửa đấy chị Thu Anh lại chưa nói rõ về chỗ đứng ở cửa bao nhiêu thì làm sao đứng ở cửa. Thì thực sự là một bước từ cửa với lại bước vào trong cửa là một bước rất gần nhau. Đấy, cũng xin chị Thu Anh nói một chút về chỗ làm sao để giúp mọi người đứng ở ngay mép cửa đấy được ạ. Hay đứng trước ngưỡng cửa đấy. Cảm ơn sự trao đổi của Trần Hiền. Toàn bộ những gì mà các vị thầy tâm linh chỉ dạy đấy là làm sao mà đứng ở cái cửa đó. Và khi mà cứ đứng ở cái cửa đấy thường xuyên thì tự nó là nó sẽ vào trong cái nguồn đó. Còn cá nhân mình thì thực ra mình cũng đã sai rất là nhiều năm trong cái việc mà tiếp nhận cái sự chỉ dẫn của các vị thầy. Mình cũng xin kể một chút, tại cũng thấy nó cần thiết cho người nào đó lắm. Mình thì từ nhỏ là mình đã có những cái trải nghiệm tâm linh và lớn lên cũng có những cái trải nghiệm tâm linh trước khi mà mình được học tâm linh với những vị thầy thực sự. Thế nhưng mà cái mà thầy chỉ dẫn ấy là đứng nguyên ở cửa đấy thì mình cứ chỉ dùng tâm trí thôi, nào thì quan sát, nào thì cố gắng để mà ra khỏi trạng thái nào đó hay là đạt được một cái trạng thái nào đó, cái trạng thái không có suy nghĩ chẳng hạn, thì cứ cố gắng như vậy thôi. Thì nếu như mà ai cũng đã từng cố gắng như vậy thì đều biết rằng là sau một cái thời gian mà cố gắng liên tục ấy, thì cái tâm trí nó rất là mệt và nó nhả ra. Thì khi nó nhả ra, nó buông ra ấy, thì cũng giống như là khi mà chúng ta trải qua một cái sự mất mát hay là đau đớn rất là bất ngờ và rất là lớn. Thì cái tôi đấy nó buông ra hay cái sự gắng sức nó buông ra. Thì khi nó buông ra đấy thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái cổng đấy. Đấy chính là ở cái cánh cửa đấy. Tức là không có cái tôi và cũng không có thời gian, không có không gian. Ví dụ như là mình có thể
ngồi 3-4 tiếng, nhưng mà nó chỉ như là một thoáng thôi, không có không gian và không có thời gian. Thế nhưng mà mình cứ lặp đi lặp lại như thế, cứ gắng sức như vậy, rồi nó lại vào cái cánh cửa đấy, cứ gắng sức như vậy. Thời gian rất là dài mà thầy có dạy bảo bao nhiêu thì nó cũng vẫn cứ vậy. Thế thì cho đến nhiều năm ấy thì lúc bấy giờ đấy thì mới hiểu được là à, chỉ là để cái tâm trí nghỉ thôi. Cứ để nó nghỉ, nghỉ vào vào trong cái sự yên lắng đấy. Không không làm gì cả. Thì nó khi nó nghỉ, tâm trí nghỉ hoàn toàn thì cái cánh cửa đấy nó hiện hữu. Có thể ở đây cũng có những người mà cần biết cái định nghĩa về tâm trí thì mình cũng xin nói tâm trí ở đây thì trong các cái sách tâm linh hay là các vị thầy tâm linh nói đến thì nó bao gồm là có suy nghĩ này, bao gồm những cái ký ức, bao gồm những các cái hình ảnh, hình dung, tưởng tượng vân vân, và nhận thức của 5 giác quan, nghe, nhìn, nếm, ngửi và cảm giác. Thì để tất cả những cái này nghỉ thì cánh cổng đấy tự hiện ra. Như vậy thì nó rất là đơn giản cực kỳ luôn. Chẳng có cái gì phải gắng sức ở đây cả. Và cứ thường xuyên như vậy thì chúng ta sẽ ở được với cánh cổng đấy khá là thường xuyên. Còn đúng là cái việc mà làm việc với, có thể dùng cái từ làm việc đấy, làm việc với những các cái ấn tượng mạnh mà trong thế các tu lê thì gọi là pain body hay là cái cuồng đau khổ đấy, thì nó có thể dùng một cái từ là quan sát. Nhưng mà thực ra chúng ta phải trải qua cái thời gian rất là dài thì mới hiểu được cái quan sát. Cái từ quan sát này thực ra nó là một cái sự hay biết rất là tự nhiên thôi, nó tự nhiên nó biết vậy thôi. Thế còn nếu như mà chúng ta dùng gắng sức, sự gắng sức ở đây thì vẫn là hoạt động của tâm trí, có nghĩa là tâm trí không nghỉ thì cánh cửa đấy nó chưa hiện ra, mặc dù lúc nào nó cũng ở đây nhưng mà nó vẫn bị che khuất đi bởi cái gắng sức hay cái hoạt động của tâm trí. Anh Hiền muốn nói không ạ? Mình rất cảm ơn chị Thu Anh. Chị nói thì không đưa thành khái niệm, thế nhưng mà chị lại mô tả rất là hay góc độ là bị động ở ngay cánh cửa, chứ không phải dùng lý trí để ở ngay cánh cửa. Tất nhiên có thể là đây là cảm nhận của em, có thể em hiểu sai chị Thu Anh, nhưng mà cũng như hành trình của em thấy rằng là mình không thể dùng lý trí để mình đi vào được, hoặc là lúc đầu tiên có thể dùng lý trí bước tiên đấy thì thôi bỏ qua, phải có nhưng bỏ qua, phải đến lúc bị động. Khi bị động, lắng lặng bị động, hay khác như chị nói là cái đấy nó tự biết. Khi mình đủ lắng lặng là cái nó tự biết, chứ không phải là mình biết hay là mình quan sát, không có cái mình nào quan sát đây cả. Thì một cách bị động như thế, thuần thục một cách bị động, thì vô tình lúc ở đó nó vào cửa, nó hút vào cửa mình, hoặc là có thể là mình cũng không biết. Thì em rất thích cái chỗ đấy của chị. Thế nhưng mà nếu chị nói gọn hơn một chút thì em nghĩ rằng sẽ nhiều người hưởng lợi hơn. Mặc dù chị cố giải thích để nhiều người khác hưởng lợi, nhưng em nghĩ ở chỗ đấy vì nó là bị động nên cần nói ngắn một chút để mọi người phải trải qua từ lý trí rồi đến bị động, và từ bị động rồi tự nhiên được. Nó hụt vào. Đấy, em nghĩ là thế. Thì cũng nhân đấy em muốn nói thêm một chút nữa là như vậy là cái hành trình những cái chị gọi là trải nghiệm tâm linh từ nhỏ, hoặc là mọi người có thể xảy ra, cho đến hành trình gọi là lặng lẽ tự quan sát vẫn chưa phải là tỉnh thức. Em muốn dùng một từ khác là khi ở bên ngoài cửa ấy, thì ta có nói trong nhà có cái gì, nhưng khi vào trong nhà rồi chả ai nói trong nhà có cái gì. Thì cái đấy có thể là một cách để có thể nhận ra rằng là mình đã tỉnh thức hay chưa tỉnh thức. Khi người ta tỉnh thức rồi thì người ta không còn đi giao giảng thế nào là tỉnh thức nữa, mà người ta mọi chuyện tự nhiên tương tác.
Thì rất cảm ơn chị chia sẻ góc độ bị động. Em thì hay ngôn từ hóa, tại vì cái đấy em cũng đã lượng hóa thành ngôn từ, đó là đối với em nói mọi người là từ chủ động mà đi vào thì không vào đến. Đầu tiên cần đến từ bị động, tại bản thân nó là bị động tự thấy. Thì em rất thích chỗ đấy của chị, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Hiền, cảm ơn chị Tú Anh về tương tác rất là hay vừa rồi. Chúng ta vẫn có thể vẫn nói thêm một chút về đề tài nữa. Đề tài này, đề tài rất là hay. Chị Tú Anh có nói một cái ý đó là từ trong chương trình, trước khi chương trình diễn ra thì chúng ta cũng có một cái bài giới thiệu về sự kiện, đó là chúng ta không thể dùng trí năng để tìm cách vượt qua trí năng. Đấy là điều bất khả thi. Chúng ta không thể dùng quân giặc để xua đuổi quân giặc. Nhưng mà quân giặc lại đang làm chủ chúng ta, thì làm sao để làm việc bây giờ? Chị Tú Anh có nói một cái khía cạnh đó là chỉ cần buông cái trí năng thì là tự nó vào. Đấy, trước kia thì chị cũng loay hoay tìm đủ cách, cứ đứng loanh quanh ngoài cửa mãi. Rồi chị nói là chỉ cần buông nó ra là được vào. Nhưng mà ở đây nó có một cái ý có thể là chị chia sẻ thêm cho mọi người được rõ, đó là cái trí năng ấy, kỳ thực là chúng ta không thể làm chủ được trí năng khi chúng ta chưa tỉnh thức. Thế, hay nói khác là cái trí năng nó vận hành dựa trên cái quán tính, dựa trên cái có thể đạo Phật gọi nó là nghiệp lực, nên là nó phải diễn ra, nó cứ diễn ra. Vậy thì làm sao mà buông được nó, và cái gì buông nó ở đây? Câu hỏi này thật sự là một câu hỏi rất là chủ chốt cho những người mà có sự chân thành đến với tâm linh. Tâm linh thì chính là cái nguồn đấy, cái từ để chỉ cái nguồn đấy. Khi mà chưa biết đến cái nguồn đấy, thực ra cái việc này nó rất là nghịch lý cơ. Khi mà chưa biết đến cái nguồn đấy thì thấy thế giới này nó rất là thật, nó rất là quan trọng, nó rất là nghiêm trọng. Thế nên bây giờ mà bảo là bỏ nó đi hay là không quan tâm đến nó thì rất là buồn cười. Đấy, nhưng mà thực sự là không thể có cái việc tỉnh thức xảy ra đâu đối với hầu hết tất cả mọi người, trừ những người rất là đặc biệt có thể công phu từ nhiều kiếp trước như là Eckhart, nhưng còn sẽ không xảy ra đâu nếu như mà chúng ta vẫn còn coi thế giới này là rất thật và loay hoay làm thế nào để vui vẻ hơn, hay an nhiên tự tại hơn, hay là để sung sướng hơn, để thoải mái hơn, để gì đấy. Sẽ không có sự tỉnh thức xảy ra, mà sự tỉnh thức xảy ra chỉ khi mà chúng ta phải thực sự đồng ý rằng thế giới này không có thật, nó rất là giả, chỉ là nhận thức thôi, chỉ là tánh biết thôi, và nó không phải là thế giới vật chất đâu. Và cái tánh biết này nó đi qua cái tâm trí của loài người thì chúng ta thấy được, nhận thức được thông qua các giác quan, và nó rất thật. Giống như là cái thời mà mình bé, mình có hay đi xem chiếu bóng ấy, mình rất thích cái chỗ mà những các cái người lớn mà làm cái công việc chiếu cái phim nhựa ấy lên cái màn ảnh rất là lớn ở bãi chiếu phim ấy. Đấy, thì cái nguồn đấy nó như là cái đèn chiếu ấy. Thế còn cái đời sống của chúng ta hay thế giới này nó như là cái phim, mà cái câu chuyện trên phim mà nó chiếu trên cái màn hình ấy. Thì cũng có tôi, có người này người khác, có đủ thứ. Thế nhưng mà thực chất ra thì cái nhận thức hay cái tánh biết ấy, nó chiếu cái ánh sáng lên đó thôi, để mà thành thôi. Nó rất là giả. Thế thì chỉ khi nào mà chúng ta không còn có cái quan tâm đến cái sung sướng, hạnh phúc, hay là cái trạng thái an nhiên tự tại hay cái gì gì đấy, thì
không quan tâm nữa thì coi như là nó không có ý nghĩa. Khi nó thấy nó không có ý nghĩa gì nữa rồi, không thấy nghiêm trọng, không quan trọng thì tâm trí sẽ nghỉ. Rất thường xuyên nghỉ. Cảm ơn chị, rất là hay. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đấy là làm thế nào để ta thấy cái thế giới này là không nghiêm trọng, cái đó là không thú vị, cái đó là không còn thật. Ôi hay quá. Đối với những người mà cái sự tìm kiếm nó rất là mạnh mẽ. Tại sao có sự tìm kiếm? Bởi vì là mình chính là cái nguồn đấy, là an vui, là yêu thương, là sự đủ đầy. Thế nên là khi mà nó ra ngoài, tức là ra khỏi cánh cửa đấy để mà nó đi vào cái tâm trí này này, thế thì là nó vẫn giữ nguyên cái phẩm chất là an vui, và nó vẫn giữ nguyên cái phẩm chất của cái nguồn đấy, an vui, yêu thương và đủ đầy đấy. Thế và khi mà nó tiếp xúc bằng các giác quan đấy thì nó chỉ đi tìm cái đó thôi, thẳm sâu trong mỗi con người, chỉ đi lúc nào cũng đi tìm cái sự yêu thương, sự đủ đầy và yên vui đấy thôi. Lúc nào cũng đi tìm. Và chúng ta sẽ rất là thất vọng khi mà chúng ta tìm kiếm mà ở cái chiều kích tâm trí này. Và nếu như ai đấy mà có cơ may mà cái sự tìm kiếm đấy nó trở nên rất thất vọng, nào thì trong mối quan hệ thân mật chẳng hạn, như hôn nhân hay con cái hay cha mẹ, hay là một cái sự tìm kiếm rất mạnh trong tiền bạc, hay là trong cái danh tiếng chẳng hạn, mà nó thất bại ê chề, thì cũng rất là dễ dàng để cho cái đó nó nghỉ, để nó đi về nguồn. Thế còn đối với những người mà cái sự tìm kiếm nó cũng không quá mạnh, nó cũng thường thường thôi, thì có lẽ cũng khó hơn, bởi vì cũng chẳng thấy đau đớn gì lắm trong trong cái gì cả, thì nó cũng khó nghỉ hơn. Thế ở đây không có nghĩa là ai cũng cứ đi cho nó đổ vỡ tan ra để mà đi về nguồn, mà nó chỉ có một cái ý nghĩa là thực sự là nếu như mà cái đau đớn ấy nó nhiều thì sẽ dễ dàng hơn trong cái hành trình tâm linh thôi. Còn nếu mà không đấy thì nếu mà không có cái nhiều đau đớn đấy thì cũng đau đớn, thường xuyên là ai cũng đau đớn rồi. Thế thì cũng biết được rằng là cái đau đớn này chỉ có thể giải quyết được, chỉ có thể thỏa mãn được đấy là hãy để cho nó đi về nguồn. Chúng ta đi tìm ở một cái hướng ra bên ngoài thì không bao giờ tìm thấy được. Thế mà hãy tìm ở cái hướng ngược lại, tức là để cho tâm trí nghỉ thì sẽ thỏa mãn cái sự đủ đầy, an vui và yêu thương lúc nào cũng ở đây. Thế thì đối với những người mà không có đau đớn mạnh, đau đớn vừa vừa, thì có thể luyện tập cái cứ để tâm trí nghỉ như vậy, đến một thời gian đấy thì nó nếm được cái đủ đầy, cái yêu thương, cái niềm an vui đấy, thì nó không không đi tìm cái đó ở thế giới bên ngoài nữa, bởi vì tự trong mình là đã có. Thế và chúng ta làm những các cái hoạt động thực tiễn ấy, như trong mối quan hệ con người, rồi việc làm, rồi cái gì đó, thì chỉ để là biểu hiện cái phẩm chất đấy, cái yêu thương, cái an vui và cái đủ đầy đấy thông qua cái tâm trí và cái cơ thể này thôi, chứ không phải là đi tìm kiếm nó. Cảm ơn chị Tú Anh, chia sẻ rất là thú vị. Cũng tiếp cái ý vừa rồi thì trong cuốn xúc ảnh hiện tại khác cũng đề cập, đó là chúng ta, ông có đề cập mấy ý để làm rõ ra cái ý vừa rồi. Nó là thứ nhất là chúng ta không thể làm gì để cho chuyện tỉnh thức xảy ra, vì chúng ta làm thì đấy là trí năng làm, không thể làm gì. Cái thứ hai nữa là sự tỉnh thức xảy ra không nhất thiết phải xảy ra với kẻ thánh thiện trước kẻ tội đồ.
Đó là lý do vì sao Chúa Giê-xu giao kết với đủ hạng người. Cái thứ ba đó là anh nói là cái sự tỉnh thức, cái người thầy vĩ đại nhất để cho sự tỉnh thức xảy ra, đó chính là khổ đau. Thế và khi mà thế giới đi vào cái hướng ngoại quá mạnh thì cần một số bậc thầy đi rất sâu vào vào hiện hữu để bắt đầu một quá trình đảo ngược của cái diễn ra trên hành tinh này. Thế thì Eckhart là một trong bậc thầy như vậy. Và cái cái khổ đau là một bậc thầy vĩ đại nhất. Và cái cuối cùng đó là ông nói là có những bậc thầy sẽ đi như Eckhart là bị khổ đau đến tột cùng, đến mức độ ông muốn tự tử. Tất nhiên có ngàn người muốn tự tử, nhưng cái câu chuyện nội tâm Eckhart muốn tự tử thì chúng ta cũng không biết được nó là gì, nhưng chỉ biết ông nói rằng đó là cái khổ đau tột cùng, đến độ là nó sự tỉnh thức nó đã xảy ra trong đêm 29 tuổi. Còn ông nói là còn với đa số nhân loại thì không nhất thiết phải đi qua cái khổ đau tột cùng đấy. Trong thời điểm ngày nay chúng ta có thể thông qua cái sự thường quan sát, thường đặt câu hỏi cho chính mình là ta đang như thế nào, và thông qua những cái đau khổ thông thường của hàng ngày là cách để chúng ta xoay vào và vẫn có thể đi được đến cái sự tỉnh thức hoàn toàn. Tuy nhiên thì ông nói rằng là với đa số nhân loại thì cái hành trình này là rất là bền bỉ và cam go, có nghĩa rằng đòi hỏi một cái hành trình, ông dùng từ là bền bỉ và cam go theo như lời dịch của các dịch giả. Cuối cùng thì một lần nữa rất là cảm ơn chị Thu Anh, cảm ơn anh Hiền với những cái tương tác rất là thú vị về cái nội dung cốt lõi vừa rồi. Vì thời lượng chương trình có hạn nên là cái phần trích đoạn mà muốn trao đổi với chị thì sẽ thực hiện ở buổi khác. Tuy nhiên nội dung nó không có hai nên chúng ta không cần thiết phải nói thêm nữa, để chuyển thời gian cho vị khách mời tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn chị Thu Anh. Tiếp theo chúng ta sẽ mời dịch giả Đỗ Tâm Tuy. Xin chào anh Tuy. Anh ơi, anh bật mic giúp. Dạ. Dạ, anh Tuy nghe được không ạ? À, được rồi đấy. Dạ, chào anh. Xin chào MC và chào tất cả mọi người. Như vậy là hơn một tháng rồi ta gặp lại nhau. Alo. Dạ, nghe được ạ. Mọi người nghe tốt. Rồi. Hôm nay thì có sự tham gia của nhiều người, trước đây là listener, thì hôm nay là speaker. Thì tôi cũng đã và đang tham gia, tức là rất là phải nói là cũng rất là thích thú, và mình từ bản thân mình cũng thấy nhiều cái để mình nắm thêm. Thì hồi nãy giờ thì chúng ta nói nhiều về cái sự tỉnh thức. Thì thật sự ra thì bản thân tôi cũng có băn khoăn về từ này, cũng có chứ không phải không. Vì theo tôi biết thì trước đấy, từ khi mà dịch cuốn sách này thì tôi nghĩ là trước đó chữ tỉnh thức là rất ít dùng. Và trong ngôn ngữ Việt Nam của mình là ít dùng chứ không phải là nhiều. Và đến khi dịch cuốn sách của ông Eckhart á, thì tôi lại thấy ông dùng chữ là tỉnh thức. Chữ awakening á, trong cái cuốn của thứ hai á, thức tỉnh một cái sống á, thì ông lại dùng từ awakening, tức là tỉnh thức. Tạm dịch là tỉnh thức, không biết thì chúng ta có cái cách tiếp cận như thế nào. Thì như vậy tôi nghĩ là, và nguyên có cuốn thứ hai đó là ông đã phân tích về cái cách, một cách sống mới như thế nào. Thì tôi nghĩ có lẽ trong cái phạm vi tương đối á, thì ông Eckhart đã dùng chữ tỉnh thức là theo ý nghĩa như vậy. Thì tôi nghĩ là như vậy. Và thực sự ra thì chúng ta cũng dùng nhiều cái từ, trước đấy thì chúng ta dùng cái từ giác ngộ, và người ta cũng đã chia ra nhiều cái loại giác ngộ, giác ngộ hà, giác ngộ trúng, rồi giác ngộ nhiều loại lắm. Thì
có lẽ để cho cái công việc, để cho cái việc làm tiến hành tương đối tốt, thì tôi nghĩ là chữ tỉnh thức chúng ta nghĩ theo cái tương đối trong cái, như ông ý ông khách á, là trong cuốn thứ hai á, có nghe rõ không Đức hả? Nghe rõ ạ. À, nghe rõ. Thì là như vậy, trong cả cuốn đó ông dùng nguyên cả cuốn sách để ông phân tích về một cái cách sống mới mà ông gọi dùng một cái từ trong kinh thánh là a new earth. Thì vậy thì tôi nghĩ thì chúng ta trong cấp độ cuộc sống hàng ngày, vì hàng có nhiều cấp độ, thì chúng ta chấp nhận chữ tỉnh thức là theo nghĩa như vậy, theo nghĩa tương đối như vậy, theo nghĩa cuộc sống, tức là vẫn phải dùng tâm trí và tự động mà đi vào. À, còn đi vào lâu hay mau thì gì đó thì từng chúng ta hiểu. Thì ở đây thì MC có hỏi, có đề nghị tôi là có một cái câu nào gọi là là anh enjoy không? Thì tôi thấy là cái câu nào cũng nhiều lắm. Có lẽ chúng ta cũng đều thừa nhận là trong sách của ông là có rất là nhiều, phải chỉ một mà nhiều rất nhiều. Thì tôi cũng có nói lên một cái câu của mình, và cũng nằm trong chương 4, theo ý của MC là đúng trong chương 4 luôn. Đó là cái câu, biết các bạn mà nhớ cái câu nào, cái câu mà là hướng cái sự chú tâm vào bên trong mình và ít ra cũng ngang bằng phía bên ngoài, là hướng ra phía ngoài. Thì như vậy là thật ra thì cái câu này cũng phải là mới mẻ gì. Cha ông chúng ta là đã dùng từ xưa, ông cha chúng ta là dùng từ là tu tâm dược tánh, tu dưỡng mà. Thì đã tu dưỡng thì phải hướng vào bên trong thôi, tâm tánh phía bên trong. Nhưng bây giờ ông nói một cái cách là phải nói là một phương hướng mà để đưa ra một phương cách luôn, cụ thể luôn. Đó là mình tập đưa vào phía chủ tâm về bên trong. Như vậy quan sát bên trong là tập gì thôi. Thấy nè, như vậy chúng ta chấp nhận theo cái nghĩa như thế. Thì là, và ông đã đề nghị một cái cách mà mỗi một chúng ta đều thấy nó rất là cụ thể. Rất là cụ thể. Và dần dần thì khi trong quá trình đưa vào tâm, chủ tâm vào phía bên trong, đưa cái chú ý vào bên trong, thì càng ngày chúng ta càng có khả năng chú ý vào bên trong nhiều hơn, và càng ngày càng nhiều hơn. Và ông nói là ít ra là cũng ngang bằng là phía bên ngoài, có nghĩa là dần hồi thì chúng ta sẽ coi cái chiều trở về, chiều hướng vào bên trong này là chiều chính. Đó. Thì điều này là rõ ràng là một cái tiếng gọi mà thức tỉnh đấy, thức tỉnh. Thì hầu hết chúng ta trước đây là có nghĩ đến cái chuyện đó đâu. Thì bây giờ trở thành là giống như nếu nói theo ông khách là một phương pháp luôn, là một phương pháp thực hành luôn. Và phương pháp thực hành này thật ra là hướng vào phía trong cái chuyện đó thôi. Bây giờ hướng vào phía trong thì ta làm như thế nào? Bây giờ thứ nhất là ví dụ, tôi chỉ lấy một vài ví dụ thôi, chứ còn trong sách thì họ nói rất là nhiều. Và chúng ta chỉ việc đọc sách thôi. Ví dụ như là chúng ta là khi nào có thể là trong gia đình anh chị em này có lúc là bất hòa cãi nhau thì như thế nào? Cãi nhau thì chúng ta giận dữ, chúng ta giận với ai? Với anh chị em này, rồi với bạn bè này, rồi với đồng nghiệp, vân vân. Vậy bây giờ kỳ bước một bước đấy như thế này, là một bước rất đơn giản, đó là hướng vào phía trong và chú ý đến cái nội dung của mình. Nếu chúng ta thực hành và chúng ta thấy rõ ràng là cái tác dụng của nó, khi mà mình hướng chú tâm vào phía trong của mình thì chúng ta thấy cái nội dần, cái sự dần dữ của mình ấy, nó càng ngày càng giảm bớt. Nó giảm bớt quá tuyệt vời luôn. Nó giảm bớt chứ nó không tăng lên. Nếu như theo như cách trước đây mà chúng ta cứ là tiếp tục dần và dần lên và dần lên, thì như vậy thì bây giờ là trường hợp lại khác, càng ngày chúng ta càng bớt dần dữ hơn. Hoặc là ví dụ thứ hai là chẳng hạn như là có khi nào các bạn có thể là những cái phản ứng, những cái suy nghĩ, những phản xét của mình á, là nó nảy lên một cách tự động, quá sức tự động luôn. Có những thói quen không phải là do là đời này chúng ta xây dựng nên, mà có những thói quen trong mình, có những cái phản ứng trong mình, có những cái mô thức suy nghĩ của mình mà nó nhảy ra thôi. 100 lần nó cũng nhảy ra như vậy, không hề khác. À phải nè, chúng ta bất kể chúng ta có tập luyện mấy thì chúng ta sẽ thấy lần sau là nó tự động nhảy ra. Nhưng bây giờ chỉ có khác một điều như thế này thôi. À, khác một điều là bây giờ là như trong sách cũng đã nói là
Bây giờ thay vì là phản ứng hoặc là phản xét hoặc là đưa ra suy nghĩ này nọ, thì bây giờ giữa chúng ta và những cái phản ứng, những phản xét đó là như có một khoảng cách, như có một khoảng cách. Như trước chương một đã từng nói rất là rõ ràng, you are not your thought. Thì suy nghĩ đó, như trước đây chúng ta tôi nghĩ tôi thế này thì không phải, thật ra không phải, đó là cái phần suy nghĩ, còn tôi là phần khác là đằng sau. Cho nên từ vô hình chung thì bây giờ sẽ có một cái tác dụng, đó là gì? Thay vì nó lôi mình đi như trước đấy, nó lôi mình đi theo hướng này hướng nọ hướng kia tất cả các thứ, thì bây giờ mình có tự do hơn, bây giờ mình có cái sự là lựa chọn hơn. Nói như ông khách nói là mình bây giờ mới bắt đầu có sự lựa chọn, vân vân và vân vân. Vậy có thể nói là tất cả những cái đó là nó rất là tự động, giống như là cái thói quen mà như bạn Hiền nói là ngàn triệu năm, nói nhưng mà có lẽ rất nhiều đời trước đời nào nó chúng ta không hiểu như thế nào đó, nhưng mà nó huấn tập từ nay đời nào vẫn để lại cho chúng ta. Vậy thì cái cách là làm như một bước đó đơn giản thôi, nhưng mà tác dụng thì rất là lớn. Ví dụ khi chúng ta hiểu rằng là mình phải quay trở về chăm sóc nội dân của mình thấy nó khó khăn như thế nào, thì từ dưng là mình dễ thông cảm với người khác hơn, mình hiểu được những cái khó khăn của những người khác hơn. Nó là một quá trình tự nhiên thôi đó, và như vậy chúng ta sống có tình thương hơn và có sự hiểu biết hơn. Chúng ta hiểu thêm rất nhiều điều từ hiểu thêm từ hiểu biết đó, thì là chúng ta hiểu qua những cái vấn đề khác, chúng ta hiểu cho những người khác, rồi vân vân và vân vân. Chúng ta có sự chấp nhận nhiều hơn. Ví dụ là ai cũng không có một cái sự gánh tí, một người khác nói một câu gì đó hoặc làm một việc gì đó mà tự dưng mình thấy mình có mất mát. Ví dụ người đồng nghiệp của mình chẳng hạn được một cái gì đó, thì mình từ bản thân mình, từ những không có liên quan, như mình từ bản thân là mình thấy là giống như mình mất mặt cái gì đó. Phải nè, có một cái sự ganh tị và đòi hỏi mình phải có một cái gì, một cái sự thanh khẩn. Nếu không có cái thanh khẩn thì ta đi vào trong tâm chuyện hành trình, đi vào tâm linh của mình á, trong tâm của mình á, thì cũng là rất là khó khăn. Chúng ta phải nhìn nhận ra cái thực trạng ở trong của mình, trong mình là bước đầu tiên, vân vân và vân vân, rất nhiều cả cái phẩm chất khác là có sự chấp nhận vân vân, các bạn cũng hiểu rồi. Và cuối cùng á thì tôi cũng lặp lại thôi, nói thì nói vậy nhưng mà làm thì rất là khó khăn. Thì tôi cũng chấp nhận và mọi người cũng chấp nhận như thế, 5 năm 10 năm 20 năm không có một cái sự tiến bộ gì nhiều, thì quả thật là như vậy. Nhưng dù sao chúng ta là đã đi đúng một con đường là tất cả mọi người, như trong ông Eckhart đã nói, con đường này là con đường là duy nhất, con đường là đáng đi nhất trong tất cả các con đường. Xin hết. Cảm ơn anh Tri. Anh Tri vừa rồi chia sẻ nội dung khá bao quát về cái con đường thực tập của Eckhart Tolle, và anh có đề bắt đầu được một cái trích dẫn một câu nói rất quan trọng, một câu nói có thể là một trong những câu nói hay nhất chương 4, nó là ít ra thì bạn phải dành sự chú tâm vào bên trong, tối thiểu là bằng với sự chú tâm ra bên ngoài. Thì thế nào là sự chú tâm ra bên ngoài? Tôi đang nói và đương nhiên tôi phải nghĩ, tôi nói, đương nhiên tôi phải nói cái gì, nói với ai thì đó là bên ngoài. Thế vậy bên trong là cái gì? Thế thì có thể nhân đây thì xin đặt câu hỏi với anh Tuy, một câu hỏi ngắn gọn thôi. Đó là ví dụ như anh đang ngồi đây và anh đang talk, đang nói chuyện với mọi người, thì cái sự chú tâm vào bên trong là như thế nào, và làm sao để biết rằng là nó cũng bằng với bên ngoài hoặc là lớn hơn bên ngoài? Bên trong á, tức là cái phần tâm thức của mình, phía trong mình, nó là cả một thế giới bao la luôn. Mà như tôi nói hồi nãy là càng đi vào thì chúng ta càng biết được nhiều, còn mà nếu như mà không đi vào thì ta không biết được nhiều. Cái này không sách vở nào là có thể chỉ dẫn chúng ta được hết.
cả một thế giới luôn. Là thứ nhất, thứ hai là còn cái ý thứ hai á, là như hồi nãy tôi nói là bên trong là đó là có thể là suy nghĩ của mình, đó có thể là một cái cảm giác của mình, có thể là một cái phản ứng của mình. Ai nói một câu gì đó tự dưng là mình cái phản ứng nhảy ra cái đột, nó nhảy ra ngay, tất cả mọi thứ là bên trong của mình hết tất cả rồi, ngay cái suy nghĩ là rất rõ ràng. Còn phía bên ngoài á, thì ít ra là ngang bằng, thì tôi nghĩ như thế này, không phải là ai cũng đưa cái sự chuyển nói là chú ý vào bên trong, là ai cũng là đưa chú ý vào bên trong là thành công đâu. Không, qua năm tháng thì càng ngày chúng ta càng có thành công hơn. Ông Eckhart, ông dùng cái từ là gọi là presence, càng đi vào thì sự càng có mặt. Ông dùng cái từ presence. Thật ra là thì những ai là Phật tử thì có biết ngay có một cái từ cũng như vậy, đó là từ mindfulness, chánh niệm. Cũng là một cái chánh niệm, là một loại năng lượng mà khi có cái đó thì chúng ta có mặt thôi. Thật ra là cách dùng từ thôi. Có người hỏi ông Eckhart là tại vì sao ông dùng từ mindfulness, ông dùng từ presence, thì ông trả lời như thế này: vì trong cái từ này dùng từ mind, mà lại mindful nữa thì thật ra vì từ mái trong phương Tây ấy, chữ mái là nó chỉ trong cái đầu, cho nên là ông không muốn dùng cái từ đó. Đó, vì nếu đầu là trí năng, còn thật ra chữ mindfulness của mình đấy là chữ mái đây là nó khác không tí. Ta quay trở lại là thật ra thì như vậy là chúng ta thấy là càng luyện tập, càng thực hành thì càng tiến bộ thôi. Tôi nói là khó khăn, nhưng mà tất cả chúng ta thừa nhận là mặc dù rất khó khăn nhưng mà phần thưởng nó sẽ rất là lớn, phải nè. Phần thưởng nó là chúng ta, tất cả chúng ta đều thấy đi, nếu chúng ta thực sự đi vào bên trong thì chúng ta thấy rõ ràng phần thưởng dành cho mình thôi. Thì càng ngày càng nhiều, càng ngày nhiều, và đến lúc mà khi đi vào bên trong là chủ đạo, thì lúc đó thì đúng giống như lời là ông Eckhart nói là ít ra là cùng ngang bằng và phía bên ngoài. Xin hết. Cảm ơn anh Tuy ạ. Nội dung chia sẻ của anh Tuy là nội dung rất là cốt lõi, và cũng đòi hỏi một cái để thâm nhập thực sự vào đó, thì đòi hỏi chúng ta một cái sự thực hành, một cái sự thực chứng, một cái sự trải nghiệm sâu bên trong, chứ không thể đọc sách mà chúng ta có thể nhận ra được cái điều mà Eckhart đề cập ở đây. Một lần nữa cảm ơn anh đã đến chương trình thường xuyên và luôn luôn có cái chia sẻ rất là thú vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mời vị khách mời tiếp theo lên chia sẻ cùng chương trình, đó là xin mời cô Thủy ạ. Xin chào cô ạ. Cô bật mic xuống. Cháu nghe không? Dạ, nghe tốt rồi. Cháu nghe được không? Dạ, nghe được. Nghe được. Có một cái sự trùng hợp về cái chương 4. Trong cái chương 4 thì có cái đoạn mà cũng giống như cháu Tim trình bày hồi nãy đó. Thì cô đã trải nghiệm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, nên cũng xin đọc lại trong chương này cái sự trùng hợp của hoàn cảnh đó. Thoát khỏi sự khống chế của thời gian là biểu hiện của một sự chuyển hóa nhận thức sâu sắc nhất mà ta có thể đạt được. Cháu nghe được không? Tại bên này cái tiếng của cô nó bị khàn. Xin lỗi. Dạ, hôm nay nghe tốt hơn đấy. Trong vài trường hợp rất hiếm hoi, sự chuyển biến nhận thức xảy ra chỉ một lần, rất mạnh mẽ và triệt để. Thường đó là khi một người bị rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, buộc người đó phải đi đến trạng thái chấp nhận hoàn toàn những bất hạnh ấy. Thì
do tôi đã trải nghiệm một cái hoàn cảnh trùng hợp như vậy, cho nên xin kể lại cái hoàn cảnh đó cho mọi người nghe. Cách đây mấy chục năm rồi, khi tôi ra đi trong một con tàu nhỏ bé, đơn độc trên đại dương mênh mông, thì giữa đêm tối đó, dòng tố nổi lên một cái trận bão rất là lớn. Thì khi đó cái con tàu nhỏ bé nó như chiếc lá giữa dòng, nó bị chồng chền, nghiêng ngã, không ai kiểm soát được. Khi thì sóng nó vỗ bên này thì nó trút cả mấy chục người qua bên này, khi sóng nó vỗ bên kia thì trút hết mọi người qua bên kia. Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh cực kỳ hiểm nghèo thì chỉ có hoặc sống hoặc chết. Khi đó thì buộc tôi ở ngay trong cái hiện tại và hoàn toàn chấp nhận. Lúc ấy thì có thể nói là bản ngã bất động và đầu hàng vô điều kiện. Sau này khi được đọc, lúc đó thì tôi không biết, nhưng mà sau này khi đọc quyển Sức Mạnh Hiện Tại rồi thì tôi mới biết là muốn nếm là cái hương vị của giây phút hiện tại đó thì phải trải qua một cái thực tập rất là kiên trì và bền bỉ, chứ không phải là trong những cái trường hợp đặc biệt hiếm hoi đó. Thì cái hoàn cảnh lúc bấy giờ thì nó cũng tương tự như là cháu Tiên nói khi đầu tiên đó, là khi mình bị cháy nhà, hoặc là cũng giống như hoàn cảnh của một người tử tội sắp đem ra hành quyết, thì khi đó bản ngã không có chống cự được, không có lối thoát, cho nên bắt buộc phải đầu hàng vô điều kiện. Sau khi đọc cuốn Sức Mạnh Hiện Tại thì tôi mới hiểu ra, và tôi có một khoảng thời gian dài để thực tập. Tuy nhiên vì cái nghề nghiệp của mình mấy chục năm là dạy tâm trí quá nhiều, cho nên muốn nó ngừng ngay thì rất là khó. Tại vì cái thói quen cũ của tư tưởng nó cứ là tới lui, thành thử tôi cũng thực tập nhiều nhiều cách như ông Eckhart chỉ. Ban đầu thì cũng theo dõi hơi thở, rồi cũng chú tâm vào sự tĩnh lặng, nhiều nhất là quan sát tư tưởng. Và có một cách này tôi thấy nó cũng khá là hiệu nghiệm, xin chia sẻ với mọi người là khi một cái ý tưởng nổi lên thì sau này tôi biết được, và tôi ngồi chờ một cái tư tưởng thứ hai. Thì trong cái lúc mà mình giống như rình rập á, thì mình ở hoàn toàn ở ngay trong hiện tại. Thì theo cách này thì cũng có hiệu quả. Và nhưng mà nó hơi lâu. Thì sau đó thì tôi lại dùng cái cách buông, để nó nổi lên thì mình buông, thì cứ buông hoài như vậy thì
thì cũng có hiệu quả. Và sau cùng mấy năm gần đây đó, thì tôi hoàn toàn chọn sống trong tình thương. Thì khi mình chọn sống trong tình thương thì bản ngã nó không có quậy. Và tôi thấy cái cách mà chọn sống trong tình thương thì có nhiều hiệu quả, là mình có thể do thương yêu, mình có thể lắng nghe, mình có thể thông cảm, có thể tha thứ. Và những cái cách này làm cho cái tâm trí của mình nó rất là an ổn. Thì tôi cứ chọn sống trong tình thương. Thì nếu mà mình cương quyết chọn sống trong tình thương, cũng như nó gần gần giống như sống trong thực tại vậy, thì lâu dần thì càng ngày thì do cái tâm trí mình nó an ổn, nó được an định, thì chưa hẳn là tỉnh thức hoàn toàn, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là con đường mình đi tới tỉnh thức. Dạ, xin chia sẻ với mọi người. Cảm ơn cô Thủy chia sẻ mang chất đúc kết cả đời người. Được biết là cô là người vô cùng nhiệt thành với hành trình tâm linh. Vô cùng nhiệt thành với tâm linh, và những cái chia sẻ của cô như câu chuyện xảy ra trên tàu thuyền ở trên biển, lúc mà chuyển trên con tàu bé nhỏ và giữa bão tố, thì cô có nói nôm na là lúc đó thì là xác định sẽ chết, hay nói chính xác hơn là cũng không nghĩ gì chuyện sống nữa, hay nói khác là không có cơ hội để suy nghĩ nữa. Thì đúng là đây là một cái trải nghiệm mà vô cùng đặc biệt, chắc chắn là sẽ tác động rất lớn đến tâm thức của cô, hay là những cái chia sẻ của cô áp dụng thực hành như hướng dẫn của Eckhart Tolle là suy nghĩ tiếp theo sẽ là gì, rất là hay, hoặc là những cái phương pháp thực hành sau này của cô nữa. Thì cảm ơn cô những cái lời chia sẻ từ sâu thẳm và với một cái tình cảm rất lớn với cộng đồng, và có lẽ cũng sẽ hữu ích với ai đó, người nào đó có sự rung động với chia sẻ của cô trong buổi ngày hôm nay, rất là quý giá. Cảm ơn cô. Lát nữa chúng ta có thể sẽ gặp lại cô Thủy trong phần hỏi đáp với cộng đồng. Bây giờ chúng ta xin phép cô được đến với vị khách mời tiếp theo. Xin mời vị khách mời tiếp theo là một gương mặt rất là quen thuộc của chương trình, diện mục Nguyễn Văn Hạnh. Có lẽ hôm nay anh đã được một buổi lắng nghe vô cùng thú vị. Đức cả bây giờ anh nghỉ nó cũng gần 11 giờ đó. Thành ra bây giờ mình chuyển qua cái phần hỏi đáp đi. Dạ, dạ, ok. Đấy, cũng có nhiều câu hỏi ở trong cộng đồng đó. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Vậy thì ý anh được nên. Chúng ta sẽ cảm ơn anh Hạnh đã dành thời gian chia sẻ cá nhân của mình để cùng chia sẻ với cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ xin mời các bạn có trong phòng Zoom hôm nay, ai đó có để chia sẻ với các speaker cũng như chia sẻ với cộng đồng, thì chúng ta hãy vui lòng post, viết cái lời chia sẻ của mình có thể một cách ngắn gọn trên cái podcast, và sau đó thì chương trình sẽ lựa chọn và
đọc tên bạn để bạn giơ tay và mời chia sẻ. Tại vì cũng xin phép các bạn là chúng ta cũng không giơ tay mà chia sẻ luôn, vì sợ là cũng nhiều quá. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng lựa chọn một số cái nội dung để có thể mang tính chất đại diện cao, nên là mong các bạn cứ viết ra cái lời chia sẻ mà các bạn muốn nói trong buổi hôm nay lên trên chat. Sau đó thì chúng tôi sẽ mời chia sẻ. Trong lúc chờ các bạn có những cái, tôi đọc một cái chia sẻ của bạn là Trinh. Em xin chia sẻ chuyện đi xe máy. Em đã từng không thực sự hiểu về xe mà dám phóng ngang qua đường đông người. May mà không bị làm sao. Tuy lúc đó rất sợ nhưng em vẫn tiếp tục học và đi được. Sau đó em lấy kinh nghiệm là muốn học lái xe máy hay ô tô đều phải hiểu được quy tắc, vượt qua nỗi sợ. Cảm ơn bạn. Khi chúng ta đi qua rồi thì có thể nó là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta đang ở đó, đang lúc chúng ta chưa biết đi xe và chúng ta thực hành luyện tập đi xe thì ai mà có mặt ở đó thì sẽ là một cái trải nghiệm tôi nghĩ là cũng vô cùng thú vị. Và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý kiến của mình. Mời các bạn viết ra những lời chia sẻ của mình, hoặc là một câu hỏi, hoặc là điều gì đó muốn chia sẻ cùng các speaker. Trong lúc chờ thêm các cái ý kiến của các bạn thì có thể xin anh Hạnh chia sẻ một chút. Thay vì một cái ý cụ thể thì mình quay lại cái ý rất là cốt lõi của anh Tuy ấy. Cái câu anh Tuy trích dẫn ấy, tức là chúng ta phải hướng cái sự chú tâm vào bên trong, tối thiểu cũng phải ngang bằng cái sự chú tâm mà chúng ta hướng ra bên ngoài. Thì anh có chia sẻ gì thêm về cái câu nói này không? Bởi đây là một câu nói vô cùng cốt lõi trong sách. Cảm ơn Đức. Thì cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của anh thì là trước đây mình thường chú tâm đến thế giới bên ngoài, nói gì tôi anh nói đó, tức là thế giới rất là thật, thật nên mình quan trọng lắm, mình dồn tất cả sự chú tâm vào bên ngoài và mình sống ở trong thế giới của cái thực tại của cái đó của mình, của suy tư đó. Thì thực ra đây ai cũng biết cái đó. thế giới mà của suy tư đó thì nó rất là đầy bất an, đầy căng thẳng. Mình niềm vui của mình nó tùy thuộc vào những cái phản hồi của người ta, của người mình tiếp xúc, của công việc, của người thân trong gia đình mình, những người mình tiếp xúc đó, mình nhận được cái sự phản hồi từ những cái mối quan hệ đó, và mình vui hay mình buồn, hay là mình tự do hay là mình bực bội là do như vậy. Nhưng mà trong quá trình thực tập tâm linh đó, thì mình biết là cái môi trường bên trong, cái chú tâm vào bên trong là cái quan trọng. Thật ra mình hưởng cái sự chú tâm vào bên trong nhiều hơn. Và qua thời gian đó thì nó thực ra mình nói là cái bao nhiêu phần trăm thì cũng khó. Đại khái trong cái tương tác của mình, trong công việc làm, trong những tương tác của mình với những chứng văn, thì mình để ý đến cái phản ứng của mình, cái để ý đến cái cảm xúc của mình, đến cái thái độ của mình. Ví dụ mình nghe ai nói cái gì đó, mình có phản ứng không? Mình nếu có phản ứng thì tại sao như vậy? Tại sao nó có phản ứng? Nếu mình nhìn vào bên trong thì có thể mình cứ bắt gặp một cái tôi, một cá thể đang khó chịu với một cái câu nói, một cái gì đó của người khác. Nhiều khi mình đi làm, mình gặp những người sếp. Ngày xưa đó là mình mới gặp, mà nghe cái khái niệm sếp ở trong đầu cái là khó chịu rồi, không thích rồi. Tại vì nó gợi lại những cái tình huống trong quá khứ. Ví dụ mình lớn lên, mình có vấn đề với ba mình thì mình đi làm mình sẽ có vấn đề với sếp. Nhưng bây giờ thì công việc làm nó rất là ổn. Tại vì có trình quan sát của mình về những phản ứng đó, nó
nó đưa lên thực tập và mình chuyển hóa được những cái vấn đề với bên trong mình đó. Thành ra bây giờ đi làm mình không có vấn đề với sếp nữa. Đó là một cái sự ân phúc. Cảm ơn anh muốn nói một chút về cái chia sẻ của anh Phạm Hiền. Thì rất là thú vị là anh Hiền dùng cái chữ là bị động và chủ động. Chữ tu anh thì là nỗ lực của tâm trí, cho đến lúc mà tâm trí không làm gì được thì tự nhiên nó buông ra. Thì nó tương đồng với là cái điều anh Hiền nói, tức là chủ động, tức là cá thể, tức là cái tôi đó, nó thực tập. nó đi tìm bản chất chân thật của mình. Tất cả những cái nỗ lực đó, mình nó có chủ động đó, nó có cái tôi, nó không thể tránh được. Thế nên mình không thể mà không đi tìm được. Cho đến lúc mình biết mình là ai thì mình luôn đi tìm. Cái nỗ lực tìm kiếm một cái gì đó và thực tập và để được một cái gì đó, nó luôn luôn nó có. Thế đến lúc mình đầu hàng, mình đến lúc mình không làm gì được nữa, thì tự nhiên nó mở ra một cánh cửa. Thì anh thấy anh quan điểm thế này này. Như Catherine nói đó, cái giới hiện tại nó có thể nó xảy ra đối với mình nhưng mình không nhận ra. Ví dụ như anh Hiền nói đó, lúc mà cái chủ động nó chịu thua đó và nó trở thành bị động đó, thì nó mở ra một cái mà anh Hiền dùng cái chữ gọi là cái bao la đó, cái mênh mông đó, và nó có sự nhận biết nhưng mà nó không có cá thể. Thì lúc đó là giới hiện tại đó, đối với mình đó là giới hiện tại đó, tiếp xúc với giới hiện tại đó. Nhưng mà nếu mà tâm trí mình nó xen vào đó, mà nó bảo đó, vì thì tôi tỉnh thức, tôi có một ý nghĩ là tôi tỉnh thức, thì tự nhiên cái đấy biến mất, không kiểm được nữa, không tìm được nữa. Thì có những lúc mình trải nghiệm giới hiện tại, nhưng mình đặt câu hỏi đó, tôi trải nghiệm giới hiện tại, mình đặt câu hỏi như vậy thôi, tự nhiên cái đó nó biến mất, tại vì nó tâm trí nó xen vào, suy tư nó xen vào. Thành ra là trong cái buổi họp mặt hôm nay đó, có những lúc chúng ta trải nghiệm giới phương tài đó, thì mình chỉ nghe thôi, mình chỉ lắng nghe thôi, mình không có phản ứng, không có khó chịu, không có cái gì hết trơn đó, nó chỉ là nghe thôi, và mình rất là ok, rất là có cái niềm vui, mà rất nhẹ nhàng, mà rất có mặt với mọi người, với những gì nó xảy ra. Thì đó là lúc mình đang trải nghiệm giới phương tài đó. Thì anh có khuyên hướng là muốn chỉ ra những cái như vậy đó. Giống như mình á, mình đối với anh á, thì mình là giống cá đó, bơi trong nước. Thì cái nếu mà sự thực, nếu mà bản chất của mình á, là nước á, thì là tất cả mọi người đều đang bơi trong đó hết, chỉ không nhận ra là con nước ở đây thôi, không có cái bản chất, không nhận ra bản chất của mình thôi. Thành ra có những giây phút như vậy đó mà mình tiếp xúc được với giúp hiện tại. Thì những lúc như vậy mình, nếu mình nhận ra được á, thì mình sẽ trở nên dễ trở lại những cái giây phút đó hơn, hoặc là mình trở lại đấy thì mình nhận ra được đây là cái lúc mà nó đang xảy ra, và mình tiếp tục, mình không có những cái muốn dán giải hiệu là tôi đang tỉnh thức hay là gì đó, tôi đang tiếp xúc với hiện tại. Ví dụ như vậy thì nó sẽ làm cho mình rất là khỏi cái giây phút đó. Cảm ơn anh Hạnh. Anh Hiền muốn nói chuyện với anh Hạnh một chút. Chắc là mời anh Hiền nói, nhưng mà mình sẽ nói ngắn một xíu, có rất nhiều câu hỏi đã được dơ lên. Mời anh có thể tương tác một chút với anh Hạnh. Không phải tương tác với anh Hạnh, mà mình thấy Đức cứ hỏi nhiều người quá, để anh được lắng nghe nhiều, anh ấy đi vào giây phút hiện tại. Thì bây giờ đề nghị Đức nói cái để mọi người cũng có cơ hội đi vào đấy, để nói về đề tài hôm nay gọi là cốt lõi một chút. Cảm ơn anh Hiền. Cảm ơn anh Hiền cho MC cơ hội nói thêm. Có lẽ là chương trình thì cũng nói nhiều về đề tài này, và chúng ta và cá nhân tôi thì cũng đã chia sẻ góc nhìn của mình thông qua cách đặt câu hỏi, thông qua cách tương tác cùng mọi người. Như anh Hiền đề nghị thì có lẽ tôi chia sẻ rất ngắn gọn như thế này. Cái gọi là giây phút hiện tại, hay là cái gọi là sự thức tỉnh,
thì như sự thực tập của tôi thì khi chúng ta còn thực tập, khi chúng ta còn có phương pháp, khi chúng ta còn còn nhận ra, còn còn đang đang làm gì đó, nỗ lực làm gì đó, thì tất cả những gì chúng ta trải nghiệm đều không phải là phút giây hiện tại. Hay nói khác là chúng ta chưa chưa giờ được sống, đấy là tâm trí sống, đấy là cái trí năng làm chủ, và cái trí năng có rất nhiều lớp, thì từng lớp nông sâu khác nhau chúng nó đang đang vận hành cuộc sống của chúng ta. Còn vẫn trên cái hành trình đó, và cái đau khổ là chìa khóa, đau khổ là chìa khóa. Như trải nghiệm của tôi thì chỉ có đau khổ mới là chìa khóa giúp chúng ta, giúp cho trí năng vắng mặt, và chúng ta bất chợt thấy một cái không gian, bất chợt thấy một cái hiện tại, và ở đó. Chứ còn tất cả những cái hướng, những cái cách luyện tập hay cái phương pháp thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái sự thật. Và chỉ cái sự thật chỉ xảy ra khi mà nó rất là bất ngờ, nó rất là vượt qua ngoài tất cả gì chúng ta hình dung, và chìa khóa của nó là khổ đau. Và chỉ có khổ đau thì mới đập chết được trí năng, còn không có gì có thể đập chết được trí năng. Và những cái thứ khác thì chỉ làm cho trí năng mạnh thêm. Chỉ có khổ đau thì mới cho chúng ta cơ hội lật cảnh, cho chúng ta cơ hội đi vào. Một ý ngắn nữa đấy là như cái chia sẻ của anh Tuy ấy. Thế nào là sự chú tâm vào bên trong tối thiểu bằng với sự hướng ra bên ngoài? Thì tôi nói, khi chúng ta nói ở đây, thì nếu như chúng ta chỉ hoàn toàn cuốn vào lời nói, thì coi như chúng ta có thể là 99% hoặc 100% là chúng ta hướng ra ngoài. Nhưng chúng ta nói và chúng ta vẫn có sự nhận thức về bản thân. Thế nào là nhận thức về bản thân? Thế nào là sự có mặt? Thì đó là chúng ta vẫn nhận rõ về mặt cơ thể vật lý này, vẫn nhận rõ về mặt tâm trạng, vẫn nhận rõ về mặt một cái không gian nơi đấy có rất nhiều người đang hiện hữu, đang trao đổi, và lớn hơn thế. Thì trong cái sự nhận thức đó và lời nói được cất ra, thì tôi cho rằng đó là cái chúng ta vẫn có mặt bên trong và vẫn tương tác bên ngoài. Thế và khi chúng ta đâu đó là cái quá trình đó chúng ta ngày càng đi sâu, thì nghe khác nói là cái bên trong nó sẽ thành chủ đạo dần. Thì cảm ơn anh Hiền cho tôi cơ hội chia sẻ. Đấy là góc nhìn cá nhân và những ý kiến cá nhân. Cảm ơn anh Hạnh đã một lần nữa lật lại vấn đề rất cốt lõi để chúng ta cùng nhau nhìn lại ở các góc cá nhân, và đây không có chuẩn mực là trong chính chúng ta và nhận thức của chúng ta. Mỗi con người sẽ mở cánh cửa cho chính mình và phải đi vào từ đó thì mới là sự thật. Còn tất cả những gì chúng ta nói thì cũng chỉ là lời nói ngoài tai. sẽ hữu ích nếu nó chui sang tai bên kia. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của rất nhiều bạn đang chờ đợi. Mình có chương trình có nhắn tin cho các bạn, mời các bạn giơ tay các câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi thì các bạn vui lòng giơ tay để chương trình có thể mời cho tiện, bởi vì tìm nick của các bạn nó hơi lâu. Đầu tiên là các bạn có nick là Galaxy A6. Galaxy A6 ạ. Chưa thấy bạn đâu, nhưng mà có một người không giơ tay nhưng mà hiện mặt. Đấy là anh Trực, anh Charlie. Trong lúc chờ các bạn giơ tay thì anh Charlie có thể nói chuyện một chút với mọi người được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Mom. Xin chào những gương mặt rất là quen thuộc. Xin thông báo là mình đang bị COVID luôn, cho nên là cái giọng nó hơi khàn khàn chút xíu. Hay quá. Cảm ơn anh đã thường xuyên có mặt với chương trình. Một gương mặt quen thuộc của chúng ta và gây tác động đến tâm thức của rất nhiều người. Vừa rồi chắc chương trình diễn ra là vẫn thấy anh vẫn tham dự và chắc anh đã nghe được rồi. Có lẽ là nếu như anh muốn nói chia sẻ ngay một điều gì đó về những nội dung đã diễn ra thì mời anh có thể chia sẻ.
hoặc là em sẽ đặt một câu hỏi. Chắc đặt câu hỏi đi. Okay. Câu hỏi dành cho anh đấy là anh đang bị COVID, mình đang trải qua một cái giai đoạn rất là thú vị. FH nói nhiều về khổ đau. Khổ đau là một chìa khóa quan trọng để lật cánh. Và khi chúng ta bị tấn công về mặt cơ thể thì chúng ta không thể không để ý đến nó. Anh có thể chia sẻ cái trải nghiệm trong quá trình bị COVID và cái tâm thức nó diễn ra thế nào không? Cái khổ đau về cơ thể đó nó thật sự nó không có đáng kể. Bình thường mà mình nói khổ đau á, nó là nó thuộc về tâm lý. Cái khổ đau đó mới là cái khổ đau đáng kể để làm cho chúng ta phải nhìn lại và quay về. Chứ còn cái khổ đau mà của cơ thể đó thì không ai quay về đâu. Nó không có đủ để cho cái bản ngã chúng ta nó quy phục. Cho nên là khi mà bị COVID đó, thì mình thấy nó cũng giống như là bị cảm đó, hoặc là bị bệnh như này như kia. Nó không có đủ cái sức cái mức độ mà nó làm cho mình phải đi tìm cái tâm linh. Theo cái đó là theo ý kiến cá nhân. Cái khổ tâm lý đó mới là cái khổ mà nó có đủ cái sức mạnh để nó đánh thức một cái bản ngã. Ok, cảm ơn anh. Có thể với anh Trực thì với anh Charlie thì cái COVID nó đã không có ý nghĩa nhiều. Nhưng với một ai đó thì trí năng của chúng ta sẽ luyên thuyên và vẽ ra rất nhiều câu chuyện. Mình COVID thì mình có thể nằm trong 3% những người sẽ bị tử vong hay như thế nào đó, đại loại như vậy, rất nhiều câu chuyện lộn phía sau. Ok. Vậy thì trong buổi hôm nay thì có một cái đề tài mọi người trao đổi khá nhiều về cái đề tài tỉnh thức. Chị Tú Oanh, anh Hiền có đề cập khá sâu. Anh có muốn chia sẻ thêm với mọi người cái góc nhìn cũng như là cái trải nghiệm của anh về cái gọi là tỉnh thức và nó như thế nào, và nó có khác gì so với chia sẻ của trên cộng đồng vừa rồi không? Tỉnh thức thì chỉ có một thôi. Mỗi người sẽ có một cái cách diễn đạt, như là cái cách để mà trình bày cũng như là chia sẻ khác nhau. Và mỗi người sẽ có một cái thể là những từ ngữ và ngôn, dùng những cái ngôn từ khác nhau để nói cái mà không nói được. Thì với mình thì mình muốn đi, lúc nào mình cũng muốn đi tìm cái gốc của sự tỉnh thức á. Thì khi mình tỉnh thức rồi đó thì mình thấy là ok, cái này nó tuyệt vời quá, này nọ, tức là cái mà Eckhart nói là gì, cái mùi fragrance, là mùi vị, những cái mùi vị của sự tỉnh thức. Eckhart dùng cái từ là fragrance of consciousness. Thì khi mình tỉnh thức thì mình được tận hưởng những cái mùi vị đấy, và những cái mùi vị đó thì nó rất là tuyệt vời, như mọi người đã ai đây cũng đã trải nghiệm cái đó rồi đó. Thì mình sau cái thời gian mà mình được tận hưởng những cái mùi vị đó rồi thì mình mới có một cái sự kiểu như là có một cái nhu cầu để đi tìm được cái bản chất của cái nguồn gốc của cái mùi vị đó. Có tại sao tỉnh thức là gì và bản chất của nó là gì và nó là như thế nào. Thế mà mình suy nghĩ sâu vào đó. Tại vì lúc mà mình suy nghĩ sâu vào thì mình thấy vẫn có một cái ta
suy nghĩ về tỉnh thức, vẫn có một cái ta thấy về tỉnh thức, vẫn có một cái ta đang phân tích những gì chúng ta đang trải nghiệm hay là những gì chúng ta đang thấy, hoặc là vẫn có một cái ta đang nhìn thấy cái tánh biết để gọi nó ra là nó là cái tánh biết hay là consciousness hay là awareness gì đó, thì phải có một cái gì đó đang nhìn thấy những cái awareness này để nói ra cái điều đó. Thì sao mình đào sâu vào thì mình thấy chính awareness nó đang nhìn thấy awareness, là tức là cái tánh biết nó đang nhìn thấy cái tánh biết. Mình giống như là mình đang nhìn chính mình. Vậy thì cái tánh biết này nó ở đây, nó ngay bây giờ nó ở đây, và tất nhiên nó ở đây chứ nó không phải là nó không phải ở một người khác, hay là nó ở ngay ở đây. Thì mình muốn mình tư duy thêm sâu vào nữa, ví dụ như cái consciousness này nó cái điều kiện của cái tánh biết này là gì, bản chất của nó là gì. Thì mình tại vì chắc chắn là cái tánh biết nó chỉ có xuất hiện khi có hình tướng. Thì nếu mà không có nội dung á, thì nó không có tánh biết. Giống như chúng ta khi chúng ta đi ngủ, trong giấc ngủ mà không có nằm mơ đó, thì lúc đó một cái giấc ngủ nó chúng ta biết nó ngon nhưng mà nó rất là ngắn. Nhắm mắt vô với là mở mắt ra rồi không có thấy cái đêm nó dài, đúng không nào? Trong một cái đêm mà nó chúng ta không có nằm mơ thì nó qua có thể là trong một giây thôi. Giống như là mình ngủ đi, lúc nào mình không biết nhưng mà mình cũng thức ngay lúc đó, mình thức dậy luôn. Thì trong giấc ngủ mà tuy là nó 6-7-8 tiếng gì đấy, nếu mà mình không ngủ được thì nó dài vô tận, mà mình ngủ được thì nó giống như là chớp mắt một cái. Ok, vậy thì đó, cái tánh biết của chúng ta lúc đó nó biết gì? Nó biết gì? Thì mình hay suy nghĩ, mình hay tư duy về những cái góc khuất như vậy của tánh biết. Thì trong cái giấc ngủ mà mình không có giấc mơ, mình thức dậy á, mình nói là ô tối hôm qua tôi ngủ ngon quá. Trong cái giấc ngủ mà mình nằm mơ mình này mình kia, mình nó ngủ ngon là nói chung là mình chập chờn, mình thức dậy mình sẽ nói là không ngủ không ngon. Thì trong cái giấc ngủ ngon mình, hoặc dù không có mình, không có giấc mơ, không có nội dung, không có gì hết, nhưng mình vẫn biết nó ngon, tức là cái tánh biết nó vẫn thưởng thức được, nó vẫn nếm được cái mùi vị của một giấc ngủ ngon, đúng không? Để tất cả chúng ta trước khi đi ngủ đều chúc nhau ngủ ngon rồi. Chúng ta biết được ngủ ngon là như thế nào, chúng ta ai cũng trải nghiệm cái đó. Nhưng mà hỏi là giấc ngủ như thế nào là ngon á, thì chúng ta không có diễn tả được, tại vì trong đó nó không có nội dung. Tại vì nó không có nội dung á, cho nên nó không có tôi, và nó không có thời gian, nó cũng không có không gian, không có gì cả. Thì cái tánh biết nó rất rõ nhất là khi nó có hình tướng, và khi nó không có hình tướng là nó không có nội dung đó, thì nó không có cái tánh biết. Chứ không phải là tại vì cái tánh biết nó vẫn có một cái chủ thể, nó vẫn có một cái tôi, nó vẫn có một cái tôi đang biết, cái tánh nó đang biết, nó vẫn có một cái gì đó, một cái chủ thể. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái sự thật nó không có chủ thể, nó không có một cái gì đang có cái nhu cầu để biết cái gì cả. Nó luôn luôn là nó cái có duyên nó hiện ra, đầy đủ duyên nó hiện ra hình tướng. Từ khi mà nó có hình tướng thì cái tánh biết nó có, nó đi kèm theo đó. Thì cái tánh biết của cái cây nó có, nó rudimentary. Tánh biết của con vật nó cao hơn một chút xíu, và cái tánh biết của con người thì nó tinh vi, tinh tế hơn nữa. Và khi mà nó có, khi chúng ta ở đâu mà có hình tướng thì cái tánh biết nó được hình thành, và nó được hình thành dựa trên cái nhu cầu của cái hình tướng đó.
và cái giới hạn của cái hình tướng đó. Thì cho nên là chúng ta khi mà chúng ta làm con người á, thì cái consciousness của mình nó giới hạn ở đây thôi. Giống như là ok, mình có thể nói là cái tánh biết của chúng ta nó không khác nhau, nhưng mà cái nội dung của những gì chúng ta biết á, đều khác nhau cả. Giống như là tất cả mọi người đang ngồi đây thì cái nội dung của những cái gì mình biết á, không có ai giống ai hết, nhưng mà cái tánh biết của chúng ta đều không khác. Thì cái nội dung của những gì chúng ta biết nó khác nhau. Giống như chúng ta đi ngủ thì mỗi người trong cái giấc mơ của mình á, mỗi người đều mơ khác nhau, đúng không? Không có ai mơ cùng một giấc mơ cả. Đó, thì cái nội thì nhưng mà ai cũng thấy được giấc mơ, cái tánh biết giấc thấy giấc mơ là nó giống nhau, nội dung thì hoàn toàn khác nhau hết. Vậy thì cái tánh biết của chúng ta nó giới hạn trong cái cơ thể này, trong cái hình tướng này. Như mình nhìn thấy một cái con vật thì mình thấy nó có cái tánh biết, nhưng mà nó giới hạn ở trong cái cơ thể, như là cái cấu tạo của cái cơ thể đó. Nó sẽ giới hạn ở chỗ đó. Thì khi mình tìm hiểu và mình tư duy trên cái này thì mình sẽ vượt qua được cái không biết là sao nó vượt qua cái mà cái consciousness, cái awareness của một cái vật thể, nó đi ra ngoài cái đó nữa, chứ nó không phải dừng lại ở là ok là mình là tất cả đều là tánh biết, chúng ta đang biết và cái gì nó cũng đang hiện ra trong cái tánh biết này, và nó cũng tan biến đi trong cái tánh biết này, và tánh biết này là nó bất biến, nó bất dịch. nhưng mà mình nghĩ là cái tánh biết nó cũng chỉ là một cái manifestation của sự thật thôi, chứ nó chưa phải là rốt ráo, nó chưa phải là chấm dứt ở đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình về sự tỉnh thức. À, cảm ơn anh Trực. Anh Trực lại mở ra một vấn đề rất là thú vị. Ok, chúng ta sẽ còn tương tác nhiều về đề tài này với anh Trực cũng như là với các speaker khác. Bây giờ để dành thời gian cho các bạn đặt câu hỏi thì có rất nhiều câu hỏi, nhưng các bạn không giơ tay thì chương trình xin phép được đọc và sẽ mời các speaker giao lưu với một vài câu hỏi. Câu hỏi của bạn bạn Galaxy A6, tên của điện thoại, không biết tên bạn là gì. Bạn có câu hỏi cho chương trình là quay về chánh niệm nhưng chỉ thấy bứt rứt khó chịu, thì ngoài kiên nhẫn ta cần phải làm gì để cho dễ chịu hơn ạ? Câu hỏi rất là thực tế. Bạn thực hành và bạn thấy vấn đề là càng quay vào thì càng khó chịu, vậy thì phải làm gì cho dễ chịu hơn? Các speaker ai sẽ trả lời chương trình giúp câu này? Xin mời ai? Anh Hạnh chế độ ưu tiên, vừa nãy anh chưa được nói nhiều. Đức lặp lại câu hỏi giùm anh được không? Ok. Quay về với chánh niệm nhưng chỉ thấy bứt rứt khó chịu, thì ngoài việc kiên nhẫn ta cần làm gì để dễ chịu hơn ạ? Mình trả lời ngắn để cho nhiều speaker có thể chia sẻ với các bạn. Xin mời anh ạ. Đây là một câu hỏi rất là thực tiễn đó. Tại vì thường á, lúc mà mình có quay về với giây phút hiện tại đó, thì mình gặp phải những cái mà nó đang có mặt mà mình không có muốn đối diện với nó. Thì lúc mà mình gặp cái cảm giác mà nó không dễ chịu đó đó, thì đó là cánh cửa để đi vào đó. Tức là mình có mặt với cái cảm giác đó. Có thể là một cảm giác buông chảng, có thể là một cảm giác không thoải mái. Nhưng mà nếu mình có mặt với cái đó đó thì không bao lâu đâu, vài phút
5 phút, 10 phút, nó tùy theo cái mức độ của cái cảm giác đó. Thì mình sẽ tự nhiên cái cảm giác nó, cái năng lượng nó sẽ tan biến. Nó nhỏ, nó giảm dần và nó sẽ tan biến. Và sau đó thì nó đến một cảm giác rất là dễ chịu, rất là phúc lạc á. Thì thông thường á, mình quay trở lại và mình quay trở lại giây phút này, mình thấy nó giống như nó choáng váng, tại giống như cụ gặp một vài một cái cảm xúc mà nó tiêu cực hay là nó khó không dễ chịu đó. Thường là mình quay mặt đi liền, mình là hướng tâm ra bên ngoài, mình không muốn hướng về bên trong, thành mình đánh mất cơ hội. Thường á, gặp cái gì cũng chịu hết á, cứ ngồi đó đi, cứ để có mặt bên nó, thở bên nó. Không có phải ai cũng muốn như vậy, nhưng mà bây giờ mình đang đứng ngay cửa của giây phút hiện tại đó, mà bây giờ mình không có muốn tiếp xúc với cái cảm xúc khó chịu này, cảm xúc tiêu cực này, thì mình sẽ đánh mất cơ hội để mình đi vào cái cánh cửa của phút giây hiện tại. Cảm ơn anh ạ, câu trả lời rất là hay ạ. Anh Hiền muốn trả lời câu này đúng không? Mình rất thích câu hỏi. Câu hỏi đây là câu hỏi nêu được đúng cái vấn đề đưa ra luôn. Đó là đồng chí, cái vế đầu tiên mình bỏ qua. Tại vế đầu tiên mình không quan trọng, quay về chính điện mình không quan trọng chữ đấy. Mà mình thấy rằng là bạn đang thấy bứt rứt và khó chịu. Đây là bước của vấn đề. Khi mình thấy khó chịu, theo như khác nói rằng là quan sát đi, cứ xem nó đi. Lúc đấy cũng không cần vế sau nữa. Đó là không cần kiên nhẫn hay không kiên nhẫn, mà cứ xem cái bứt rứt khó chịu nó chạy đến đâu. Đấy, thì mình nghĩ là cái điều rất là tốt, và quan sát bứt rứt khó chịu là một trong những cái quan sát mà Eckhart dạy. Okay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hiền. Cả anh Hạnh và anh Hiền thì đều nhắc lại cái ý của Eckhart, đấy là chúng ta đây là một cái cơ hội, và đây là một cái ngưỡng cửa, một cái ngưỡng đứng trước cánh cửa của quốc gia hiện tại. Kỳ thực thì chúng ta hướng ra ngoài thì có nghĩa là chúng ta không có chịu, sự khó chịu vẫn còn nguyên trong ta, chẳng qua là ta không chịu ở đấy để thấy nó. Và Eckhart cũng nói là nếu như bạn thực sự, khi đó bạn thực sự ở với nỗi đau đó, thì bạn sẽ lớn hơn nỗi đau đó, một không gian sẽ hiện ra. Nhưng cái đó không quan trọng, cái quan trọng là chúng ta không chết được với cái cơn khó chịu này đâu. Chúng ta cứ có mắt ở đó thử xem sao, thưởng thức xem sao. Chúng ta đừng chạy ra ngoài khi thấy khó chịu. Hãy cho chúng ta, cứ cho là chết đi, chết một lần đi. Thân xác là không tan đâu, còn lúc đấy là một cái gì đó chết thì không biết, nhưng hãy cứ ở đó. Đó là những gì mà Eckhart nói, hay anh Hạnh và anh Nhiền cũng vừa nhắc lại. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Định. Trước khi câu hỏi tiếp theo thì chương trình có gửi lên group cái link Zalo để mọi người đang join group Zalo bằng link này, thì không phải để lại số điện thoại, chỉ cần link vào đó thôi, để sau này có các sự kiện chương trình báo trên đó sẽ dễ hơn. Bởi vì mỗi một sự kiện diễn ra thì post lên Facebook thì Facebook họ không cho gửi đến tất cả các thành viên. Ví dụ trên thành viên chúng ta có hơn 2.000 người, nhưng họ chỉ cho gửi một số lượng rất là nhỏ hiện lên trên thông báo. Nên là nhiều bạn cứ hay gọi điện và nhắn tin, hoặc là không biết là đã chương trình diễn ra. Thì nếu các bạn join vào nhóm Zalo này thì tất cả các chương trình sự kiện sẽ được gửi đến một cách đầy đủ và dễ dàng. Thì nếu các bạn hào hứng với chương trình thì chúng ta có thể join vào đó để nhận được chương trình, tất cả các chương trình của số hiện tại. Tiếp tục chúng ta quay trở lại câu hỏi của bạn Khoa Định. Có mối quan hệ nào giữa việc thực hành sống phút giây hiện tại với việc yêu thương bản thân không? Mong các speaker trả lời ngắn gọn, làm rõ ý của mình, để chúng ta còn một số câu hỏi nữa có thể tương tác được. Ai đó sẽ muốn trả lời câu này? Phút giây hiện tại là phút giây giơ tay nhanh ạ. Và anh Tuy, xin mời anh Tuy chia sẻ với bạn về câu hỏi. Alo. Dạ vâng, nghe được rồi. Nếu mà chúng ta thực sự sống với giây phút hiện tại thì các bạn sẽ đọc trong sách và thấy thôi, tôi nhắc lại thôi.
là ông nói là khi chúng ta liên kết với nguồn, tức là sống với giây phút hiện tại đấy, thì lơ và tình yêu là những gì đó mà từ đó mà ra đến với thế giới này. Thì như vậy rất là rõ ràng, anh sống được với giây phút hiện tại thì có người anh sẽ thấy như thế nào là tình yêu, là yêu thương. Và cái này tất cả các tôn giáo người ta đều cổ vũ và trên cơ sở như vậy. Nếu bạn không thấy có cái sự mâu thuẫn nào ở đây, tức là bạn đi đúng đường, tức là bạn đã thực sự đi đến với hiện tại. Xin hẹn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tuy đã có với lại chia sẻ với bạn về câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo chúng ta đến với một câu hỏi của bạn Hoàng Quốc Huy. Con xin chia sẻ là đôi khi con nói chuyện và giúp đỡ người khác thì con còn phân biệt mình là một cá thể khác đang giúp đỡ người đó. Và vì sự phân biệt đó mà đôi khi nó khởi lên suy nghĩ ngạo mạn và tự hào về bản thân mình. Có thể là suy nghĩ mình hơn người khác ạ. Vậy phải tiếp cận như thế nào để thoải mái trong những tình huống như thế? Bạn giúp đỡ người khác và trong lòng nó nảy ra sự phân biệt mình là người giúp đỡ, người kia là nhận sự giúp đỡ, và nó sinh ra sự ngạo mạn và làm cho bạn không thoải mái. Làm như nào để có thể thoải mái trong những tình huống, trong tình huống đó và những tình huống tương tự? Mời các speaker phút giây giơ tay hoặc bật mic luôn, không cần giơ tay đâu. Mình nói xíu chỗ này. Thì trong sách, trong chương 4 này khác có nói là có ba cách để mà mình thoát ra một cái tình huống. Một là cải thiện tình huống, hai là chấp nhận tình huống, ba là vượt ra khỏi tình huống đấy. Thế thì tình huống là mỗi con người gặp phải và mình va đập với tình huống đấy thì mình ấy biết rằng là mình sẽ chọn cái gì. Trong trường hợp mình đủ năng lực vượt qua thì mình vượt qua luôn. Trong trường hợp mình không đủ vượt qua thì mình có thể cải thiện. Trong trường hợp mình hoàn toàn đuối thì mình có thể chấp nhận. Cả ba cách thức để vượt, để giải quyết cái tình huống này là gì? Lại quay về cái thực hành như ông hay nói, đó là lắng lặng bản thân, đi lắng lặng sâu nhất có thể, và từ đấy bắt đầu mới hành động một trong ba cách kia. Thì đấy là ông ấy nói, và bạn hỏi thì nó là tình huống của bạn, thì mình nghĩ là chỗ trong sách nói rất rõ, bạn có thể xoay lại chỗ đấy xem lại và có thể thực tập từng phần một. Cảm ơn anh Hiền. Có ai muốn nói thêm về ý này nữa không? Anh muốn góp ý chút là cái thói quen về cái cá thể đó nó rất là mạnh. Thành ra nhiều khi mình có một trải nghiệm để mình biết rằng mình cá thể đó nó chỉ là một cái ấn tượng thôi, nó không có thật. Nhưng mà vì thói quen rất mạnh đó, thành ra là nó cứ xuất hiện như vậy hoài đó. Thì ví dụ như lúc mà có ai hỏi gì mình giúp đó, thì cái thói quen mình là một cá thể nó xuất hiện. Thì cái mà em có thể làm đó là em nhận ra đó, nó có một cái gì đó nó thấy được cái đó, đúng không? Em mới nhận ra được, em mới đặt câu hỏi, đúng không? Tức là có một cái nó nhận ra cái cá thể nó đang xuất hiện và nó đang thấy tự hào là nó giúp được người kia. Thì cái mà mình chỉ nhận ra được là bây giờ đang có một cái tôi mà nó cảm thấy tự hào là nó giúp được người ta đó. Thì cái nhận thức đó mình có chọn lựa, mình chọn lựa dựa cái đó, cái mà nhận ra cái cá thể trong mình nó đang xuất hiện và đang tự hào, hay là mình là cá thể đang làm một cái chương trình khác, cá thể tách biệt đó. Thì đó là cái chọn lựa giữa hai cái đó, thì anh Trực anh sẽ chỉ ra cái đó là cái gì nhận ra cái mà đang tự hào giúp người khác, cái gì nhận ra cá thể, có một cá thể ở đây đó. Thì bây giờ mình chọn giải cái thôi, mình là cá thể tách biệt đang giúp người khác, hay là mình là cái nhận ra một cá thể đang xuất hiện và đang rất tự hào giúp đỡ người khác đó. Cảm ơn anh Hạnh, là câu hỏi khó đấy. Anh Hạnh trả lời một câu hỏi bằng câu hỏi khó hơn. Một câu hỏi xoay lại bản thân mình. Cảm ơn anh Hạnh gợi ý anh Trực nói thêm về đề tài này. Mời anh Trực.
Một câu hỏi là gì quên mất đây. À, câu hỏi là bạn giúp đỡ một người và bạn thấy rằng là khi giúp đỡ như vậy thì khi mà mình bị cái bản ngã đồng hóa đó thì mình giúp đỡ người một người nào đó hay là mình không giúp đỡ một người nào đó hay là mình có một cái sự trao đổi hay là giao lưu hay là bất cứ một cái sự giao tiếp gì dù nó là tích cực hay cấp mấy đi nữa mà nó đến từ cái sự đồng hóa của cái bản ngã đó thì nó không có giải quyết được cái việc khổ đau của mình. Thì cái câu hỏi này nó để mình thấy được là ok, mình muốn làm những việc tích cực, mình muốn giúp người này, giúp người này, giúp người nọ, nhưng mà tại sao khi mà mình làm vậy đó mình thấy mình không có nhận được những cái kết quả như là mình mong muốn, mà mình lại có những cái cảm nghĩ như là mình đang mưu cầu lợi ích cá nhân, mình đang đòi hỏi một cái điều kiện gì đó, tức là mình đang muốn được người khác xem trọng, hay là mình đang muốn được chính bản thân mình có, đánh giá mình là người tốt hay là gì đó. Tất cả những cái đó đều có một cái điều kiện hết, và vì vậy khi ngay cả cái việc mình giúp người khác á, cuối cùng nó cũng đem tới một cái sự phiền não khổ sở. Thì chung quy lại đó là bất cứ cái việc gì mà bản ngã làm nó cũng đem tới sự đau khổ hết. Bất cứ không có cái việc gì mà cái bản ngã này làm mà nó đem tới cái sự mà sung sướng, hạnh phúc cả. Chỉ là mình không thừa nhận nó thôi. Nhưng mà mình không đủ can đảm để mình thừa nhận nó thôi. Tại vì nếu mà mình thừa nhận cái điều này đó thì mình thấy cuộc đời nó bi đát quá, nó bi quan, nó thê thảm quá. Cho nên chúng ta không nhìn, chúng ta không có mạnh dạng, không có đủ can đảm để chúng ta nhận ra rằng không có gì nó sẽ thuận theo cái điều mà mình đang mệt mỏi tìm kiếm. Tức là ai cũng đang rất là mệt mỏi tìm kiếm sự hạnh phúc, sự an yên, sự bình an. Ai cũng đang đi tìm cái đó cả. Nhưng mà cái bản ngã nó sẽ không bao giờ thành công. Bản ngã mình nó sẽ không bao giờ thành công trong cái để hoàn thành cái mục đích của mình. Nó chỉ có một cái chuyện duy nhất thôi là mình không đồng hóa mình với cái bản ngã nữa thì mình thành công liền, chứ mình không cần phải mất thời gian nữa, mình không cần phải là ở ngày mai, ngày mốt hay năm sau phải tu như thế này tu như thế kia thì ngày mốt tôi sẽ được. Không phải giống như chuyện mà chúng ta đầu tư hay là làm kinh doanh mà chúng ta phải đầu tư 5-10 năm hay là gì đó, cái kế hoạch ngắn hạn dài hạn gì, nó không phải là như vậy. Tỉnh thức đó là chuyện ngay bây giờ, tức thì right now right here, cho tất cả mọi người, không có dành cho người này mà không dành cho người khác, và nó lập tức. Thì nhưng mà cái chuyện này nó chỉ có thể xảy ra là khi chúng ta nhận ra là chúng ta không phải là cái bản ngã, chúng ta không bị nó đồng hóa nữa. Thì để cho chúng ta không bị đồng hóa nữa thì cái chuyện dễ nhất là gì, là mình nhìn thấy cái bản ngã. Nhưng mà mình nhìn thấy ai đang mong cầu cái, nhưng mà mình giúp người nào đó và mình muốn mình để cho mình
có một cái cảm giác tự hào hay là có một cái uy tín gì đó hay là đạt được cái danh tính gì đó bất kỳ, thì ai đang nhận biết cái điều này, ai đang nhận biết cái nhu cầu này. Thì như vậy khi mà mình cho mình một cái khoảng thời gian không đâu, chừng 3 giây thôi. Tại vì mình không có cho mình cái thời gian 3 giây. Bình thường là mình bị đồng hóa vào trong cái bản ngã và cái bản ngã chúng ta nó xoay khiến và chúng ta không có 3 giây để chúng ta nhìn cái bản chất của cái bản ngã của mình. Thì nếu như chúng ta chỉ có cần 3 giây chúng ta nhìn cái bản ngã thôi, là ai đang có cái nhu cầu này, ai đang cần cái danh tính này và ai đang nhận thấy cái điều này, thì ngay lập tức chúng ta thấy được là có một cái gì đó nữa, nó ở đằng trước, nó đằng sau, nó đến trước và nó đang nhìn thấy mọi thứ này, nó đang diễn ra. Tức là chúng ta sẽ vạch mặt cái bản ngã vạch mặt cái bản ngã ra, điểm ngay mặt nó đây, mày đây, thì ngay lúc đó tức thì là chúng ta sẽ giải thoát sẽ giải thoát ngay trong cái giây phút đó. Mình xin muốn tiếp lời anh Charlie chút nữa là thế này này, cái chuyện mà ví dụ như bạn đang đứng trước một ngã tư đường nhé, và nó xe rất là xe cộ rất là đông, bây giờ có một cụ già đi băng qua mà không có ai hết, cụ đi rất là chậm, thì nếu mà bạn thấy cái đó thì trong mình nó sẽ có một cái phần nó biết là cụ già đó cần một người giúp đi qua đường, thì cái mà nó nhận biết đó nó không phải là bản ngã, nó là cái nhận thức, nó là cái tự tánh của mình đó, cái biết đó, nó biết là cái cụ già này cần được giúp đỡ, thì cái ý nghĩ mà nó phát sinh ra đó là nó cái cụ già nó cần được giúp đỡ thôi, chứ nó không cần phải một cá thể nó mới làm được cái việc đó. Nhưng mà lúc mà bạn nghĩ đó, bạn bắt đầu bước ra đó, tự nhiên là cái ý nghĩ đó của bản ngã nó phát sinh đó, là tôi đang giúp cụ già này, đúng không? Đúng là giúp cụ già đi bằng con đường, thì cái ý nghĩa nó đến sau cái mà nhận thức rằng là cái cụ già nó cần bị giúp đỡ. Thực ra nó cũng có những cái danh từ như vậy đâu, nó chỉ biết là có sự giúp đỡ đang cần xảy ra thôi, và cái đó nó xảy ra trước khi mà có một ý nghĩa là tôi đang giúp cụ già này. Nếu mà thực sự mà bạn thấy đó, bạn bước qua và giúp cụ già đó mà còn có một người khác nhanh hơn mình hoặc là gần hơn mình đó để giúp cụ già đi đó, thì bạn sẽ không có phật lòng thế nào cả, tại vì đúng ra là cụ già đã cần giúp đỡ, phải không, cần phải là mình giúp đỡ, đúng không? Thì cái đó cái mình nghĩ cái mà cái nhận thức là nó, cái sự giúp đỡ nó cần xảy ra, và lúc đó sau cái ý nghĩa xuất hiện sau đó và nó nhận cái ơn đó mình đang là người giúp đỡ cho người này, cho cụ già này, thì mình nghĩ trong trường hợp này đó là bạn cũng vẫn làm cái chuyện mình cần giúp đỡ, tại vì cái sự giúp đỡ nó đến trước khi có một cá thể xuất hiện để mà nhận cái credit, nhận cái ơn là mình đang giúp đỡ người kia, thành ra mình cũng làm thôi, tức là bạn cũng vẫn giúp đỡ người khác thôi, nhưng mà có thể cái cảm giác của một cá thể như anh Charlie nói nó không có vui vẻ gì lúc mà nó có một cá thể xuất hiện và nó claim cái credit là nó đang giúp đỡ cái người này người kia đó, thì cái sự giúp đỡ nó xuất hiện trước khi có một cá thể xuất hiện để mà mình nhận cái ơn đó là mình là một người đang giúp đỡ người khác, thì mình nghĩ bạn vẫn làm thôi, giúp đỡ vẫn giúp đỡ thôi, rồi mình xử lý cái cảm giác mà không có hạnh phúc gì lắm là có sự cá thể xuất hiện đó là khổ đau đó, có cá thể là có khổ đau đó, là như vậy đó, đúng không? Nếu mà bạn chỉ giúp đỡ người đó thôi thì không cần, nó sẽ không có cái gì khổ đau đó, nhưng mà lúc mà có cá thể xuất hiện mà có ý nghĩa đó, tôi đang giúp đỡ cho bạn hay là tôi giúp đỡ cho cái cụ già kia đó, thì nó sẽ không còn vui sướng nữa, nó không còn hạnh phúc nữa. Cảm ơn anh Hạnh. Nó có chỗ khi mà mình thấy đúng sai á, là nó có khổ đau, tức là ok, tôi giúp cụ này là đúng, là ngay lúc đó là có khổ đau. Tại vì á, cái giống như mình thấy người cần qua đường thì tự nhiên nó có cái nhu cầu có người dắt qua đường thôi, chứ nó không có cái thấy là cái việc này là việc làm đúng.
khi mà nó có cái thấy việc này được làm đúng thì là ngay lúc đó là khổ đau nó sinh, nó phát sinh ra, tại vì nó có sự phân biệt, nó có cái ok cái kia là sai, cái này là đúng, mà nó có sự phân biệt là nó bắt đầu nó có sự xung khắc với nhau. Cho nên là đúng hay sai là cũng khổ. Nếu mình làm gì mà nói cái này đúng nè, là ngay lúc đó là bắt đầu khổ nó sắp tới rồi đó. Cảm ơn anh chị. Gọi là trong kinh thánh gọi là Evan, người đàn ông và người đàn bà ăn trái cây phân biệt khởi nguồn của mọi khổ đau. Đúng là chúng ta không phải không, anh Hát nói là không quan trọng là bạn làm gì, mà quan trọng là bạn đang làm nó từ đâu, bạn đang làm nó như thế nào. Có nghĩa là cái hay nói chính xác hơn nữa là trong cách khác nữa, đây là cái chuyện gì diễn ra trước khi chúng ta làm, hoặc là khi chúng ta làm rồi thì chuyện gì đang diễn ra trong mình, thì đó mới là quan trọng. Chúng ta sẽ đến với một câu cảm ơn anh Charlie, cảm ơn anh Hạnh đã có cái chia sẻ về câu hỏi vừa rồi. Có lẽ là câu hỏi quan tâm của nhiều người, nó là cái vấn đề thực tiễn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn iPhone. Ok, xin mời bạn bạn giơ tay, bạn không đặt tên, cho nên là iPhone, bạn có thể bật mic. Bạn có thể phát biểu được rồi. Alo ạ. Chào bạn. Alo, em chào anh Trần Đức ạ. Anh có nghe thấy gì không ạ? Có, mình nghe tốt. Mời bạn đặt câu hỏi. Dạ, em chào. Vâng, em chào anh Trần Đức, chào các cô, các chú và các bạn ở Zoom hôm nay ạ. Em tự giới thiệu, em là tên là Thế Anh ạ. Hôm nay em 27 tuổi. Thì em biết đến tỉnh thức thì mới cách đây tầm 2 hoặc 3 tháng thôi. Và thời gian đầu em thực tập ấy, thì em thấy mình ngừng suy nghĩ nó dễ dàng lắm. Nhưng mà một khoảng thời gian kiểu như em đọc sách này, xong rồi em có xem các video trên YouTube đấy, xong rồi em hình như em bị bám chấp vào những cái kiến thức trên đấy đấy. Thế là xong rồi mình kiểu như là mình muốn ngừng suy nghĩ, nhưng mà mình cứ bám vào mấy cái kiến thức ấy. Ví dụ bình thường ban đầu ấy, em ngừng suy nghĩ thì em thấy nó dễ dàng lắm, xong rồi sau đó thì em cứ bám vào, ví dụ là mình muốn ngừng suy nghĩ, xong rồi trong đầu mình cứ bám vào phải in nặng này, phải thế này, phải thế kia, phải thế này, xong rồi các kiến thức nó cứ ùa về nên khiến em cảm giác em khó khăn hơn ạ. Mong các chú các anh giúp đỡ em với. Cảm ơn bạn. Bạn tên gì bạn? Em tên Thế Anh ạ. Thế Anh, xin lỗi, mình phải quên. Cảm ơn Thế Anh đã có chia sẻ về cái trải nghiệm nội tâm với chương trình. Có lẽ là mời ai ạ? Còn cô Thủy với chị Oanh là chưa trả lời câu hỏi nào hỗ trợ cho chương trình. Mình thấy câu hỏi này đúng cái chỗ lúc em khắc giới thiệu cái phút đầu tiên của chương trình ấy. Không biết em có biết thiền nào thì bạn quên thiền đi, quên tất cả. Thì đây bạn lại vẫn quay lại cái phút đầu tiên của mình, nghĩ rằng là không phải ai trên cái hướng dẫn của các bậc tiền bối. Còn anh em đây thì cơ bản là cũng theo cái hướng đấy. Chưa khái niệm thì tìm khái niệm. Đấy là chưa hiểu biết thì biết là cái gì trên chữ. Biết bằng trí năng, hiểu bằng trí năng. Nhưng mà sau đó phải quên, quên thế nào thì khắc chỉ bày hết. Và đấy là cái vì sao chúng ta ngồi đây. Hay như khắc nói trong cái đoạn đầu clip. Thì mình nghĩ rằng là cũng không cần đao to búa lớn hỏi thăm ai thế nào. Cứ theo cái lối đơn giản này khắc nói thế. Vận hành. Chả có ai hơn ai đâu trên đời này. Chỉ có người tiện, còn lại lỡ mơ hết. Bạn cứ yên tâm một điều đi. Cảm ơn. Okay. Cảm ơn bạn. Thế Anh, cảm ơn anh Hiền chia sẻ vừa rồi. Thực ra câu hỏi của bạn thì đã có câu trả lời rồi. Có lẽ là bạn muốn chia sẻ với chương trình nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Đó là có cần khi hiện tại, quá khứ hay tương lai nó xuất hiện thì nó hoàn toàn như một món quà, ta có thể thưởng thức nó hay không? Và tại sao có nhất thiết là ta cần phải tránh né cái gì, không nhất thiết là phải tránh né cái gì hết? Câu hỏi của bạn là mọi thứ nó đến, quá khứ, tương lai, hiện tại, cái gì nó đến, nó xảy ra thì mình đều có thể thưởng thức nó, vì sao mình lại cần phải tránh né nó? Bạn viết cũng hơi nhưng mà mình hiểu đại ý nó như vậy. Thì câu này có lẽ là xin phép mời chị Tú Anh. Bạn nói là vì sao phải có thể suy diễn khác một chút, là vì sao có phải sống với CV hiện tại, quá khứ tương lai nó đến thì cũng thưởng thức nó thôi, chứ đâu cần phải tập trung vào hiện tại. Chị Tú Anh có thể chia sẻ cái này. Trước hết là chắc cần nhìn thấy cái động cơ, hay là còn gọi là cái hoạt động của tâm trí, hay là cái bản ngã. Ở đây mọi người dùng từ bản ngã ấy, nó hoạt động ấy, là né tránh hay là chấp nhận ấy. Tại vì có cái bản ngã hay cái tôi đấy, nó không phải là có thật đấy, nhưng mà nó luôn luôn hướng tới một cái gì đấy thuận lợi cho nó hay là dễ chịu. Thế thì chính vì là cái hoạt động của bản ngã này hay là cái tâm trí này đấy, thì nó che khuất đi cái bản chất đích thực của chúng ta ấy, hay là cái an nhiên tự tại, cái mà vui sướng và đủ đầy, nó luôn luôn hiện hữu ấy. Thế thì chỉ đơn giản là nhận ra cái sự gắng sức hay là cái mà mong muốn đấy, thì cứ nhận ra như vậy rồi nó sẽ tan đi, hay còn gọi là nhận ra hoạt động của tâm trí hay là cái tôi đấy, nó tan đi thôi. Thế còn đấy là nói chung cho tất cả những các cái gì mà nó khởi lên, nó che lấp ấy. Thế, và cứ nhận ra vậy thôi thì nó tự tan, chứ cũng không phải làm gì khác cả. Dù là chúng ta nói là quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai, những các cái sự tính gì đấy, thì thực ra nó cũng là cái hoạt động của tâm trí thôi, nó che khuất đi cái bản chất đích thực của mình thôi. Thì nhận ra cái đó thì nó sẽ tan ra. Mình trình bày như vậy có rõ không nhỉ? Nếu mà chưa rõ thì xin hãy tiếp tục đặt câu hỏi để có thể có một cái góc nhìn khác được trình bày. Em chưa bật mic, Đức à? Em tức là cảm ơn chị Thu Anh. Thì bạn Lê Đức Anh, không biết bạn có ở đây để giơ tay tương tác thêm với chương trình không? Thường hôm nay các bạn muốn nhắn tin giữ sự yên lặng. Có lẽ là rồi chia sẻ với chị Thu Anh. Đây có một câu hỏi vừa hiện lên. Cho em hỏi có cách thực hành nào tốt hơn không ạ? Như mình có chia sẻ từ cái lúc ban đầu mình chia sẻ đấy, thực ra thì mọi người cứ nói đến cách thực hành đấy, cái đó là một cái, đối với mình thì đấy là một cái sự sai lầm rất là lớn, nhưng mà phải rất là lâu mới nhận ra. Bởi vì nói đến cái cách thực hành đấy, có thể chúng ta thường gợi lên một cái là phải làm gì đó với lại cái tình huống này, với lại những các cái suy nghĩ hay là cái cảm xúc này. Thế thì nếu mà đi theo cách đó thì sẽ không đạt đến cái gì cả, bởi vì vẫn có một cái bản ngã ở đây, hay cái tôi hay là cái tâm trí ở đây nó nỗ lực, và nó càng nỗ lực thì càng đi xa cái nguồn. Cho nên mình có nói là
là chỉ có để cho những cái hoạt động này nó nghỉ, tức là thư giãn cả thân và tâm thì là nhanh nhất. Và cái biết đấy nó tự hiện ra, thì đấy chính là cái mà gọi là cái giây phút hiện tại hay là cái sự hay biết đấy. Cảm ơn chị. Rồi thì câu hỏi của bạn là Lê Đức Anh có nói là cái quá khứ tương lai nó hiện ra thì ta có thưởng thức nó, nhưng vì sao lại phải sống cái phút giây, nhất thiết là phải sống phút giây hiện tại. Bạn không biết chính xác là như vậy, nhưng mà câu hỏi có thể suy ra như vậy. Thực ra là câu hỏi ngược lại với bạn là khi mà quá khứ hay tương lai hiện ra thì bạn có thưởng thức được nó không? Bạn làm gì khi nó hiện ra? Ok, vừa rồi thì bạn cũng được nghe chị Tú Anh chia sẻ khá kỹ về cái cách thức để chuyển hóa tâm thức. Ở một góc khác như tôi vừa đặt câu hỏi đấy là thường thì chúng ta nói về quá khứ, nói về tương lai, kiểu như trong cái phòng Zoom này, Zoom sức mạnh hiện tại, chúng ta bảo là ở quá khứ không có gì cả, tương lai không có gì cả. Nhưng kỳ thực lúc quá khứ và tương lai nó dội lên trong tâm ta thì nói chung là ta không có mặt, ta bị nó cuốn đi hoàn toàn. Và nếu ta có mặt ở đó thì cũng như tiếng gì gì của máy điều hòa khi ta hiện ra thì nó không dễ chịu đâu. Đó, ta bảo là ta thưởng thức nó thì đấy là cũng có thể là một cái góc nhìn, cũng có thể là nên xem lại. Còn nếu ta thực sự sống với nó thì có lẽ là việc đầu tiên là thấy sự khó chịu. À, nó là cái sự cuồng quay, tìm cầu. Việc thứ hai mới là khi ta nhận ra khó chịu và ta sống, ta lớn hơn nó, không gian rộng hơn thì có thể là sự bắt đầu. Cảm ơn chị Thu Anh về chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các bạn đặt câu hỏi. Vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được tương tác. Nhưng có lẽ là chương trình của chúng ta đã đi qua thời gian rồi. Hôm nay rất tiếc là chưa được nghe cô Thủy, nghe anh Tuy, nghe bạn Tiên Ê Liền chia sẻ nhiều hơn. Vì thời gian chương trình có hạn nên là mong làm dịp khác mọi người sẽ cùng nhau chúng ta lại trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn chị Thu Anh, cảm ơn anh Hạnh, cảm ơn anh Hiền, cảm ơn Charlie, cảm ơn tất cả các vị speaker, cũng như đặc biệt là cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt trong chương trình, những người trong cộng đồng cùng quan tâm đến hành trình tâm thức. Chúng ta đã cùng nhau ngồi đây và trò chuyện một cách thẳng thắn, chân thành về con đường nội tâm của mình. Xin lỗi các bạn còn câu hỏi và chưa được mời hỏi. Dịp khác chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ. Hành trình của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Bây giờ có lẽ là đã đến lúc chương trình chuẩn bị nói lời tạm biệt. Một lần nữa thì để các bạn nhận thông tin về các sự kiện thì các bạn có thể đăng ký vào cái link của Zalo. Thì khi chúng tôi gửi thì các bạn sẽ nhận được ngay lập tức. Vì Facebook họ không cho xuất hiện trên nhiều trang của mọi người. Cuối cùng để kết thúc chương trình thì xin mời một speaker có thể thay chương trình nói lời tạm biệt. Anh đại diện. Cảm ơn chị Thu Anh, cảm ơn anh Trực, cảm ơn anh Trần Hiền, cảm ơn cô Thủy, cảm ơn Tuy, cảm ơn cô Tiên Alien đã, và tất cả các bạn đã tham dự buổi họp mặt, buổi trò chuyện hôm nay về chương 4 của sức mạnh hiện tại. Thì hôm nay mình thấy là chương trình rất là hay đó, có nhiều câu hỏi rất là thực tiễn đó, và có những câu trả lời từ các diễn giả rất là thú vị, rất là hay. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong lần tới, chương 5 của bộ sức mạnh hiện tại. Cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Cảm ơn Tiên. Cảm ơn Trực. Cảm ơn Đức. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cháu. Cảm ơn Tú Anh. Chào cô Thủy. Chào tất cả các anh chị em.